Chào bạn nhá. Chữa bài đi ạ, ok em. Một tuần ở trên live. Mới đúng không ạ? Đúng rồi em, mới mà. Mới thi hôm nay đúng không? Đề sở Lâm Định mới thi hôm nay mà. Cùng một xe à? Ok. Câu 1 à? Các bạn mới vào thì thả tim bên chia sẻ like giúp anh nhá. Đấy, tại cái kênh anh là một tuần trước nó bị ấy, ấy. Nên bây giờ mới like được. Được chưa? Tuần trước mình bận ôn thi ấy. Đấy, bây giờ tuần này mình rảnh rảnh rồi, mình sẽ like đều nhá. Là câu số 1 à? Bình thường giờ là anh like á. Anh sẽ like lúc 7 giờ. 7 giờ và lúc 12, 3 giờ nhá. Chào bạn Đỗ Trung Hiếu nhá. Vũ Trung Hiếu nhá. Các bạn mới vào thì thả tim đi, chia sẻ like giúp anh nhá. Cho lên 12 cái tim nhá. Nào, các bạn làm nhớ comment xuống dưới nhá. Câu số 1 là các bạn này. Câu 1 nhá. Cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như sau. Giá trị cực đại của hàm số đã cho là bằng nhiêu? Được chưa? Người ta hỏi là giá trị cực đại nhá. Nào, vậy thì giá trị cực đại là gì đây? Là y đúng không? Là bằng mấy? Bằng 5. Vậy câu 1 chọn C nhá. Được chưa? Câu số 2 nào. Câu 2. Câu 2 là các bạn. Nào, câu 2. Câu 2. Cho hàm số fx thì bằng là x bình cộng 1 tất cả bình. Đúng nhỉ? Được chưa? Nay mới thi à? Khẳng định nào sau đây là đúng trong các khẳng định sau. Được chưa? Nào, thì bây giờ các bạn sẽ phân tích ra nhá. Nhớ chưa? Đấy, fx nó sẽ bằng gì đây? Nó sẽ bằng là x mũ 4 cộng với 2x bình cộng với 1. Đúng không? Vậy thì nguyên hàm của x mũ 4 thì bằng gì? 2a, trời ơi, sao lại 2a được? Trời. 2a là toang ấy nhá. Anh like muộn vậy á, anh vừa mới đi net về ấy. Nào, 2a là sai nhá. Trời ơi, sao 2a được, đúng không? 2a là toang ấy nhá. Vậy nguyên hàm của x mũ 4 thì bằng gì? Bằng x mũ 5 trên 5, đúng không? Được chưa? Nguyên hàm của 2x bình thì bằng 2x mũ 3 trên 3. Vậy đáp chính xác thì là đáp C nhá. Hai phải chọn C nhá, hiểu chưa? Sao lại x mũ 4 ạ? À? Em phải phân tích hàm thức ra. Đây là hàm thức mà. Em phải phân tích hàm thức ra chứ. Đúng không? Bạn nào chọn A là toang ấy nhá. Trời ơi, mất gốc luôn ý. Được chưa? Câu số 3 nào. Câu 3. Nào, ba chọn gì đây? Tổng tất cả các nghiệm của phương trình len của x mũ 3 cộng 1 thì bằng là len của 4x cộng với 1. Đúng không? Nào, câu 3 nào. Ba chọn gì đây? Phân tích như nào ạ? À, đây là cái hàm thức mà em. Em xem lại hàm thức nhá. Hàm thức số 1 đây. Được chưa? Nào, tổng tất cả các nghiệm nhá. Thế mà để ý là hai phương trình nó bằng nhau rồi, nhưng mà nhớ điều kiện nhá. Điều kiện của loga, nhớ chưa? Là cái biểu thức bên trong loga phải làm sao đây? Phải lớn không? Phải có điều kiện trước nhá. Không có điều kiện là đứt đấy, được chưa? Là x sẽ lớn hơn trừ 1/4. Rồi, thì bây giờ mình sẽ phân tích ra là hai thằng cùng rồi thì cho hai thằng bên trong bằng nhau. Thì anh được là x mũ 3 cộng với 1 thì bằng là 4x cộng 1. Vậy thì mình chuyển về sang đúng không? Thì anh được là x mũ 3 trừ 4x thì bằng 0. Vậy các bạn bấm máy tính ra, giải nghiệm ra thì anh sẽ được là x bằng 0 và x bằng là 2 hoặc là x bằng trừ 2. Thì kết hợp với điều kiện là gì? Điều kiện là x lớn hơn trừ 1/4 thì loại cái nghiệm này đi nhá. Đấy, bạn nào mà không có điều kiện thì bạn chỉ chọn D đúng không? Là bạn đi sai. Nhớ chưa? Vậy thì khi mà mình có điều kiện vào thì x bằng 0 và x bằng 2 thôi. Đúng không? X bằng 0 và x bằng 2. Nhưng mà yêu cầu là tổng tất cả các nghiệm đúng không? Vậy 0 cộng 2 thì bằng 2. Đáp án C nhá. Được chưa? Em tìm mã này luôn à, ok. Sao lại chọn A được không? Đấy, có bạn này còn chọn A nữa kìa. Ok chưa? Nào, câu này nào. Được chưa? Câu này là các bạn này. Nào. Câu này nào. Câu số 4 nhá. Nào, câu 4 chọn gì đây? Câu 4 nào các bạn. Nào, câu 4. Trung điểm của AB đúng không? Trung điểm của AB nhá, nhớ chưa? Trung điểm AB thì bạn cộng lại xong bạn chia 2, nhớ chưa? Các bạn cộng dồn vào bạn chia 2, nhớ chưa? Nào, trung điểm XM nhá thì sẽ bằng là XA cộng XB trên 2. Đúng nhỉ? Vậy XA là bao nhiêu đây? XA là 0 cộng 2 chia 2 là bằng 1. Nhớ chưa? Bằng 1 đúng không? Thì loại B và loại D. Được chưa? Đấy, loại B và loại D nhá. Tương tự như vậy, 1 cộng 3 thì bằng 4, 4 chia 2 là bằng 2. Đúng nhỉ? Tương tự như vậy, trừ 1 cộng với trừ 1 chia 2 thì bằng âm 1 đúng không? Là A nhá. 4 là A, nhớ chưa? Em mới giải này xong nữa tất cả anh hiểu. Ok, câu số 5 nào. Câu 5 nhá. Câu 5.
Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y thì bằng là 2x cộng 1 trên cho x cộng 1 có phương trình là bao nhiêu? Được chưa? Tiệm cận đứng nhá. Đấy, các bạn tích cực comment nhá. Nào, tiệm cận đứng là gì? Là biểu thức mẫu bằng 0. Tức là x cộng 1 bằng 0 đúng không? Thì x bằng âm 1 nhá, đáng C. Được chưa? Đấy, các bạn đẩy view giúp anh nhá. Lâu bây giờ một tuần mình không live phát là nó bị block, flop luôn đấy. Nào, câu này, câu 6 là hàm số là sau đây, có bảng biến thiên như sau. Bây giờ anh sẽ cố gắng là hôm nào cũng like cho các bạn nhá. Tuần sau thì anh sẽ like cả buổi sáng nữa. Chưa, câu số 6 là hàm số là dưới đây có bảng biến thiên như sau. Đấy, được chưa? Các bạn nhìn nó biết đúng không? Đồ thị hàm bậc mấy này? Hàm bậc 4, đúng không? Nó có chữ M này. Bậc 4 thì loại gì? Loại D đầu tiên. Đấy, được chưa? Cái điểm cuối cùng đi xuống, tức là hệ số A âm. Hệ số A âm thì loại C. Bây giờ nó chỉ còn lại đáp án A hoặc D, B thôi, đúng không? Để xem là A hay B thì các bạn gì? Các bạn sẽ thay tọa độ điểm vào, nhớ chưa? Đấy, thay tọa độ điểm vào nhá. Hơi lóa, nhìn được mà. Đấy, ta vừa đi. Thay tọa độ điểm vào đúng không? Được chưa? Thay tọa độ điểm vào. Thì bây giờ các bạn sẽ thay thay âm 1 nhá. Thay âm 1 đây. Âm 1 là 3 đi. Hay là 1, 3 được. Nào, mình can nhá. Được chưa? Ý A này, trừ 2x cộng 4. Trừ 2x cộng 4 nhá. Đấy. Cộng cho 4x bình này. Cộng 1 này. Các bạn can nhá. Can tọa độ 1, 3 này. 1 vào này. Đúng bằng 3 không? Được chưa? Vậy đáp án chính xác là đáp án A nhá. A. À. Ok chưa? Bạn nào thấy hay thì tả tim mình chia sẻ like cho anh nhá. Xong chưa? Câu 7 nhá. Nào câu 7. Tập xác định của hàm số y thì bằng là 4x bình trừ cho, đúng không? 4 trừ x bình đúng không? Mũ trừ căn 3. Đấy. Nào câu 7 nào. Câu 7 chọn gì nhỉ? Câu 7 là các bạn. Nào câu 7. 7 chọn gì nhỉ? Nào thì để ý nhá. Đây là số gì đây? Trừ căn 3 là không nguyên, đúng không? Trừ căn 3 là không nguyên, nhớ chưa? Đấy, mình phải nhận biết là cái số mũ ở trừ căn 3 là cái số không nguyên. Không nguyên thì sao? Thì cái biểu thức bên trong nó phải lớn không, nhớ chưa? Biểu thức bên trong phải lớn không nhá. Tức là gì? Tức là 4 trừ x bình phải lớn không. Vậy tương đương x sẽ bé hơn 2 và lớn hơn 2. Bé hơn 2 và lớn hơn 2 đúng không? Vậy đáp án chính xác là đáp án A nhá, nhớ chưa? Đáp án A. Câu số 8 nào. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng delta, vector nào sau đây là một vector chỉ phương của đường thẳng delta. Vector chỉ phương nhá. Tọa độ bao nhiêu đây? Nào vector chỉ phương bao nhiêu? Vector chỉ phương là những cái thằng mà nhân với t này. Đấy, được chưa? Bao nhiêu đây? 1, 3 và 0. 1, 3 và 0 nhá. Nhớ chưa? Có nhiều bạn vẫn chọn 8A này. Đấy. Có bạn chọn 8A đúng không? 8A là sai nhá. Nhớ chưa? Nó có dạng là gì? Đấy, nó có dạng là gì? Anh viết lại nhá. X thì bằng là gì? X0 cộng với AT. Y thì bằng là Y0 cộng với BT. Và Z đúng không? Thì bằng là Z0 cộng với CT đúng không? Thì ở đây trong bài này C bằng mấy? C bằng 0. Nhá, nhớ chưa? Đấy, câu số 9 nhá. Câu 9 à. Câu 7 em tưởng là mũ âm á. Đâu, này không nguyên mà. Không nguyên. Âm là gì ạ? Nguyên âm nhá. Nguyên âm khác nhá. Câu số 9 à. Câu 9. Được chưa? Câu 9 à. Bạn nào thấy hay thì thả tim chia sẻ like cho anh nhá. Đẩy view lại giúp anh ấy. Câu 9 à. Điểm M trong hình bên là điểm biểu diễn số phức nào sau đây? Đấy, điểm biểu diễn số phức nào sau đây nhá. Được chưa? Nhìn tọa độ bao nhiêu đây? Tọa độ đây là tại x bằng mấy? Tại x bằng 3. Y bằng bao nhiêu đây? Y bằng âm 4. Vậy thì Z bằng gì? Z thì bằng là 3 trừ 4Y. Đúng không? 3 trừ 4Y nhá. Vậy đáp án chính xác này là đáp án C đúng không nhỉ? C nhá. Câu 10 nào. Câu 10. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S có tâm Y là 111. Bán kính thì bằng là căn 3. Đúng không? Phương trình của S là bao nhiêu? Được chưa? Nào, phương trình của S nhá. Không phải lai muộn đâu mà kênh bị flop ấy. Nào, phương trình là gì đây? Là X trừ A đúng không? Là X trừ 1 bình. Đúng không? Cộng với Y trừ 1 bình thì bằng R bình. Vậy R bình là bao nhiêu đây? Là 3. Đáp án B nhá. Được chưa? Đáp án B. Câu số tiếp theo là câu 11 à. Câu 11 nhá. Được chưa? Với AB là số dương tùy ý, loga cơ số A của AB bình cộng với loga cơ số căn A của A bình B là bao nhiêu? Đúng nhỉ? Đấy, để dễ vãi à. Từ tí nữa mấy câu kia. Tí mấy câu kia nó mới là hết dễ nhá. Được chưa? Tí nữa đến mấy câu đấy lại kêu nhá. Loga này, cơ AB bình này cộng với loga cơ số căn A của A bình B này. Tí nữa là hết kêu rồi nhá. Được chưa? Đây là tích đúng không? Tích thì thành gì đây? Tích thì thành tổng 2 loga. Nhớ chưa? Vậy chính là bằng loga cơ số A của A cộng với loga cơ số A của B bình. Được chưa? Cộng này, đây là mình sẽ đưa mũ ra ngoài đúng không? Nó sẽ bằng là 2 lần loga cơ số A của A bình cộng với 2 lần loga cơ số A của B.
Xong chưa? Đấy, nó bằng gì đây? Nào, vừa mới tính được, đúng rồi, vừa mới tính được. Loga cơ số A của A thì bằng 1. Được chưa? Cộng này, loga cơ số A của B bình đưa 2 ra ngoài nó bằng 2 lần loga cơ số A của B. Được chưa? 2 lần loga cơ số A thì bằng bằng mấy? Bằng 4. Cộng với 2 lần loga cơ số A của B. Vậy 1 cộng 4 thì bằng 5. Cộng với 4 lần loga cơ số A của B. 5 cộng với 4 lần loga cơ số A của B, đúng không? Vậy đáp án chính xác thì là đáp án A nhé. Được chưa? Các bạn cần anh vừa mới tính câu này không? Đấy, các bạn cần anh vừa mới tính câu này không? Nào, bấm máy tính không nhỉ? Câu số 11 nhá. Bấm kiểu gì vậy? Đây nhá, đây, ok chưa? Bấm này, các bạn nhập hết các biểu thức vào cho anh, nhìn chưa? Nhập hết vào, đấy, nhập hết vào nhá. Các bạn nhập hết vào cho anh, thì anh được là loga cơ số A của gì đây? Của A. A nhá, B bình này, được chưa? Cộng với loga cơ số căn A của gì đây? Của A bình B. Được chưa? Đấy, các bạn nhập hết rồi nhá. Đây là bao nhiêu điểm ổn á? Đây là phải 9 điểm cơ. Đấy, được chưa? Em nhập xong chưa? Đấy, xong em trừ đáp án. Nhớ nhá, cái biểu thức này trừ đáp án. Trừ đáp án nhá. Nếu mà nó bằng 0 thì chính là đáp án đấy, nhớ chưa? Trừ đáp án sẽ đáp án là bằng 0. Nào, trừ đáp án là na là 5 cộng với 4 loga cơ số A của B. Được chưa? A của B nhá. Đấy, sau đấy em cho AB bất kỳ, hiểu chưa? Cho A và B bất kỳ, nhớ nhá. Cho A và B bất kỳ. Đấy, anh cho A bằng mấy? Anh cho A số nhỏ thôi. Thì anh cho A bằng 2 đi. B anh cho vào bằng 3 đi chẳng hạn. Đấy, cho bất kỳ nhá. Thích cho số bao nhiêu cũng được. Được chưa? Nào, anh can này. A bằng 2. B bằng 3 này. Các bạn nhấn bằng phát này. Đúng bằng 0 chưa? Vậy đoán A luôn. Đấy, hiểu chưa? A luôn. Nhanh không? Nhanh không? Ok nhá. Câu số 12 nè. Ok chưa? Câu 12. Bạn nào thấy hay thì thả tim với chia sẻ like giúp anh nhá. Đấy, đẩy view lại giúp anh với. Nhìn chưa? Câu số 12 nè. Cho hàm số bậc 3 y bằng fx có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? Đồng biến nhá, nhớ chưa? Đồng biến tức là đi lên. Vậy đồ thị sẽ đi lên từ bao nhiêu đây? Nào, đi lên từ trừ 1 đến 1 đúng không? Để lấy đâu à? Để các bạn thì các bạn lấy trên phở bò giúp anh nhá. Được chưa? Từ trừ 1 đến 1 đúng không? Đàn B. Đấy, B đúng không? Câu số 13 nè, câu 13. Câu 13 nhá các bạn. Nào, câu 13. Cho khối trụ có chiều cao thì bằng 3, bán kính R thì bằng 4, thể tích của khối trụ. Đấy, nào, công thức này đúng không? Thể tích của trụ nào? V thì bằng gì? Pi R bình nhân H, đúng không? Vậy chính là Pi R là 4 bình nhân VH là 3. Vậy là bằng bao nhiêu? Bằng 48 pi. Được chưa? 48 pi nhá. 48 pi đúng không? Là C. Ok chưa nhỉ? Câu số 14 nè, câu 14. Đấy, câu 14 nhá. Rất là nhiều bạn chọn sai, được chưa? Câu 14 mà bạn nào chọn A nhá, được chưa? Chọn A là đi lấy chồng nhá. Được chưa? Bạn nào chọn A là đi lấy chồng luôn cái câu này. Được chưa? Nhớ là gì? Nhớ ở đây ấy là cái thằng cơ số này nó bé hơn 1. Bé hơn 1 thì ta phải đảo chiều của bất phương trình. Nhớ chưa? Vậy thì anh được sẽ được là gì? X sẽ lớn hơn 3. Nhớ chưa nhỉ? X sẽ lớn hơn 3 nhá. Vậy đáp án chính xác này là đáp án B. Ok chưa? Đáp án B nhá. Hơi chậm anh ơi à. Chậm thì các bạn ấy hiểu được mà. Năm ngoái chọn A. Lấy chồng thật, chứ lấy chồng gì nữa. Câu 15 nào. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R? Nào, hàm số nào sau đây đồng biến trên R? Câu 15 nào. Vậy thằng đồng biến trên R khi nào? Y bằng A mũ X đúng không? Đồng biến nhá, khi nào? Khi cái cơ số A này phải lớn 1. Cơ số A này lớn 1 thì nó mới đồng biến được, nhớ chưa? Vậy, nào, ý A, Y bằng E mũ X. E thì bằng 2,71 đúng không? Ý A luôn. Được chưa? Khoanh A luôn nhá. Nhớ chưa? Khoanh A luôn, 2,71. Câu số 16 nè. Câu 16 nha. Bạn nào thì hay thả tim chia sẻ like giúp anh nhá. Câu 16 nè. Tí nữa anh sẽ hướng dẫn các bạn vừa máy tính một vài câu. Được chưa? Đấy, đặc biệt là mấy câu vật dụng cao nhá. Câu 16 nè. 16 chọn gì nhỉ? 16 là các bạn comment nhá. Đấy, comment ra xuống dưới. 16 nè. Được chưa? Trong không gian OIZ cho điểm A là 2 3 âm 4, điểm nào sau đây là hình chiếu vuông góc? Đấy, chiếu đấy là chiếu trên trục OIZ nhá. Chiếu ở đâu các bạn nhớ chưa? Chiếu ở đâu thì đó là cái điểm đấy, nhớ chưa? Không chiếu thì là gì? Bằng 0. Vậy nó như này, OIZ tức là x bằng 0. Nhớ chưa? Còn đâu chiếu y và z thì là 3 và âm 4. Đấy, 0 3 âm 4 hồn là B. Không có x thì bằng 0. Nhớ chưa? Câu số 17 nào. Cho hàm số y có đạo hàm này f phẩy thì bằng này. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm của chị nhá. Đấy, cẩn thận nhá. Hàm số này có bao nhiêu điểm của chị đây? Câu 17 nào. 17 đó các bạn. Đấy, có 17 đúng không? Rất là nhiều bạn chọn B.
Đấy, bạn nào chọn B đúng không? Câu 17 nhá. Nhớ chưa? Có bạn thì chọn C, bạn thì chọn B. Đấy. Bạn nào chọn C thì đây là ví dụ như bạn Đức nhá, đúng không? Bạn ấy chọn C đúng không? Là đi lấy chồng nhá, nhớ chưa? Bạn Đức thì sẽ đi lấy chồng nhá, nhớ chưa? Chọn C là đi lấy chồng luôn, chữ chồng này. C là chữ chồng đây đúng không? Chọn B cũng đi lấy chồng luôn nhá. Nhớ chưa? Chọn B cũng đi lấy chồng luôn, được chưa? Nào, bây giờ mình cho F phẩy bằng 0. Nào, cho F phẩy bằng 0 nhá, nhớ chưa? Thì bây giờ mình sẽ phân tích ra thì cái thằng x bình trừ 1 này này, nó là gì đây? Nó chính là x trừ 1 nhân với x cộng 1, được chưa? Lại nhân với x cộng 1 nữa này. Nhân với x bình cộng với 2 tất cả mũ 3. Đấy, mình gộp vào nhá thì nó bằng là x trừ 1 này. X cộng 1 nhân với x cộng 1 là x cộng 1 tất cả bình này. Đấy, nhân với x bình cộng 2 mũ 3 này bằng 0 nhá. Thì anh được mấy nghiệm đây? Thứ nhất là x thì bằng 1. Thứ hai là x bằng âm 1. Và cuối cùng là x bình thì bằng âm 2. X bình bằng âm 2 thì sao? Thì cái phương trình này nó vô nghiệm. Đúng không? Làm gì có nghiệm nào như này được. X bằng âm 1 thì sao? Thì là nghiệm kép. Hiểu chưa? Nó là nghiệm kép nhá. Đấy, bởi vì nó là gì đây? Nó là mũ chẵn. Nghiệm kép thì sao? Nghiệm kép thì qua gì đấy? Nó không đổi dấu. Không đổi dấu thì nó không có cực trị nhá. Hiểu chưa? Vậy thì nó chỉ có gì đấy? Nó chỉ có duy nhất một điểm cực trị thôi. Nhớ chưa? Vậy đáp án chính xác thì là đàn A nhá. Đấy, hiểu chưa? Ok chưa nhỉ? Hiểu chưa? Đấy nhá, cái chỗ này là phương trình này là vô nghiệm mất rồi. Còn thằng này là nghiệm kép thì không thể là cực trị được. Được chưa? Câu số 18 này. Câu 18 nhá. Cho Fx liên tục trên R. Đấy, nào. Làm sao để biết nghiệm kép à? Thì này là nghiệm mũ chẵn thì nó nghiệm kép. Hiểu chưa? Nghiệm mũ chẵn thì nó chính là nghiệm kép. Hiểu chưa? Câu 18 này. Cho tích phân đằng này đúng không? Giá trị tích phân từ 0 đến 3 của Fx bằng bao nhiêu? Nào, tích phân từ 0 đến 3 cộng vào thôi nhá. Nó bằng bao nhiêu đây? 3 cộng 6. Đấy, 3 cộng 6 nhá. Anh giảng dễ hiểu vãi à? Ok nha. 3 cộng 6 bằng 9 đúng không? Là D. D nhá. Câu số 19 à, câu 19. Cho tích phân từ 0 đến 4 của Fx trừ x dx thì bằng là 3. Thì tích phân từ 0 đến 4 của Fx dx bằng bao nhiêu? Được chưa? Nào. Các bạn nào thấy hay thì thả tim với chia sẻ like giúp anh nhá. Nào, các bạn tách ra cho anh thôi, được chưa? Tách nhá. Tách cái chỗ này ra, được chưa? Nào, tích phân từ 0 đến 4 của Fx trừ đúng không? Tích phân từ 0 đến 4 của x dx bằng 3. Được chưa? Đấy, bấm máy cho chắc đúng rồi, bấm máy cho chắc nhá. Được chưa? Bấm máy à. Thì từ đây suy ra là tích phân từ 0 đến 4 của Fx dx thì bằng là 3 cộng với gì? Cộng với tích phân từ 0 đến 4 của x dx. Được chưa? Để bấm máy tính thôi nhá. 3 này cộng với tích phân từ 0 đến 4 của x. Dạ. Bằng 11 đúng không? 11. D nhá, D. Dễ không? Tiếp theo nhá, câu số 20 nào, có 20. D nhá, sao lại B anh ơi? D nhá. Nào, câu tiếp theo có 20. Cho hình chóp có chiều cao thì bằng là 3a, đấy là hình vuông cạnh bằng 2a. Thể tích của khối chóp đã cho là bằng bao nhiêu? Này anh lại muộn đấy á, anh vừa đi date về. Hôm nay đi date thất bại các bạn ạ. Nào, câu 20 nào. Thể tích của chóp nhá, được chưa? Vậy V của chóp thì bằng gì? Nào, V của chóp thì bằng gì? 1 phần 3, được chưa? Chiều cao nhân với diện tích đáy, nhớ chưa? Đấy, nó bằng 1 phần 3 ở đây. Chiều cao là bao nhiêu? Chiều cao là 3A. Đấy, 3A nhá. Đấy, ở đây là hình vuông đúng không? Công thức là gì? Là cạnh bình phương, nhớ chưa? Đấy, nó bằng là 4A ngũ 3. 4A ngũ 3 nhá, nhớ chưa? Đàn B, đúng nhá. Câu số 21 này. Anh thường like lúc mấy giờ? Ngày mai thì anh like lúc 7 giờ nhá. 7 giờ tối ấy, 12 giờ trưa nữa. Và bao nhiêu nhỉ? Và 15y. Được chưa? Đấy, thì từ đây mình suy ra là gì? Từ đây suy ra là Z cộng với V kép đúng không? 3,4 có cứu được không á? Có nhỉ? Đấy, 3,4 cứu được nhá. Bạn nào muốn đăng ký học thì các bạn nhắn cho anh. Khóa cấp tốc. Được chưa? Nào, Z cộng với V kép thì bằng là gì? Là 5 chứ 5y. Được chưa? Mình bỏ cái ngang này đi thì đảo dấu. Hiểu chưa? Đây là vì là số ức nhá. Xong chưa? Bây giờ biết là Z thì bằng là 2 cộng Y. Từ đây suy ra V kép thì bằng là 5 trừ 5Y trừ cho Z. Vậy chính là bằng 5 trừ 5Y trừ cho 2 trừ Y. Vậy chính là bằng 3 trừ 6Y. Xong chưa? Thằng này bằng 3 trừ 6Y nhá. V kép. Yêu cầu tính mô đun thằng này thì bấm máy tính thôi. Được chưa? Bấm máy tính nhá. 199K nhá. Bạn đăng ký gói cấp tốc 199K. Bao nhiêu nhỉ? 3 trừ 6Y này. Nhá. Menu 2 này. Mô đun của 3 trừ 6Y. Nó bằng là 3 căn 5, đúng không? 3 căn 5. 3 căn 5 nhá, đàn C. Ok chưa? Đấy, câu số 22 nè. Câu 22 nhá, hiểu chưa nhỉ? Em chưa hiểu câu 21 á. Câu 21 cái gì đâu? Đây, 8,6 được không á? Có, 8,6 các bạn học ca sô anh thì ok luôn đấy. Đây, Z cộng V kép ngang là số phức liên hợp.
Anh có chữa hết đề không ạ? Có nhá. Z cộng với kép ngang thì bằng là 5 cộng 5y. Thì từ đây suy ra là Z cộng với kép ngang thì bằng 5 trừ 5y. Đây là coi như là số vực liên hợp này nè. Số vực liên hợp thì đảo phần ảo thôi, hiểu chưa? Đấy, nào, câu 22 nào, 22 chọn gì nhỉ? Đấy, 2 điểm cứu được không ăn được. 2 điểm thì anh cho vào thêm khóa lấy gốc, được chưa? Tặng kèm khóa lấy gốc nhá. Bạn nào muốn đăng ký khóa cấp tốc thì tặng kèm khóa lấy gốc. Nào, câu 22 nào, cho hình nón có chiều cao thì bằng H, bán kính thì bằng R, độ dài đường sinh bằng N. Khẳng định nào sau đây là đúng trong các khẳng định sau? Được chưa? Nào. Hình nón nhá, nhớ chưa? Câu 22 là hình nón nhá. Vậy H thì bằng gì? Căn của N bình trừ cho R bình B nhá. Anh có dạy thêm không? Có nhá. Nào. Câu tiếp theo nè. Câu số 23. Câu 23 nhá. Nào, câu 23. 23 nè. 23 chọn gì đây? Hồi trưa em xem like của anh rồi, chiều thi này. Ok em. Nào, 23 nè. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên nhá. Được chưa? Tập hợp tất cả các số tự nhiên đúng không? Biểu diễn có 5 chữ số. Đấy, các chữ số đó đôi một phân biệt, tìm các phần tử của nó, đúng không? Đấy, biểu diễn thập phân của nó nhá. Thì tức là gì? Thì tức là nó chính là gì? Đó chính là hoán vị của 5. Được chưa? Biểu diễn 5 cái chữ số vào đây thì nó chính là hoán vị của 5. Được chưa? Hoán vị của 5 chính là 5 dây thừa. 5 dây thừa là 120 nhá. Được chưa? 120 đúng không? Nè. Được chưa? Bạn nào đăng ký hoặc các bạn nhắn qua phở bò nhá. Hoặc các bạn nhắn qua TikTok được. Câu 24 nè. Nhắn qua phở bò dễ nhá. Câu 24. Anh có dạy gia sư không á? Không, anh bận này là gia sư thì em. Câu 24 nào. Hàm số f lớn x thì bằng là 3x bình cộng 1 là một nguyên hàm của số gì đây? Trên R. Đúng không? Nào, câu này. Nó là nguyên hàm thằng nào? Câu này nè. Câu 24 nào các bạn. Được chưa? Nhớ nhá. Fx ấy thì bằng là f lớn x lấy đạo hàm. Đúng nhỉ? Bởi vì f lớn là nguyên hàm của fx. Thì bây giờ yêu cầu tìm ngược lại fx đúng không? Thì bạn tính đạo hàm này thôi. Vậy chính là bằng 3x bình cộng 1 lấy đạo hàm. 3x bình cộng 1 lấy đạo hàm thì bằng gì? Bằng 6x. Được chưa? Vậy chọn gì đây? Chọn A nhá. Được chưa? Chọn A. Ok, chỉ nhờ sao lộn B. B làm sao được? Sao lại B được? Không hiểu rồi, không hiểu bản chất rồi. Đây nhá. Bây giờ mình có là gì? Là nguyên hàm của fx dx thì bằng là f lớn x. Thế bây giờ yêu cầu là tìm thằng này mà, thì mình phải đạo hàm ra thì mới ra được thằng này chứ. Sao lại là đi được nguyên hàm được? Đây là em đi nguyên hàm rồi. Được chưa? Đấy, em nhầm á, trời ơi, nhầm là toang nhá. Câu 25 nào. Câu 25 chọn gì các bạn nhỉ? Số giao điểm của đường thẳng y bằng 1 và đồ thị hàm số y thì bằng x mũ 3 cộng x bình cộng 1 là bao nhiêu? Được chưa? Số giao điểm của đường thẳng này nhá. Thì các bạn nhớ giao điểm là gì? Giao điểm ấy tức là các bạn cho hai phương trình này bằng nhau. Đấy, cho hai phương trình này bằng nhau nhá. Được chưa? Thì anh có gì đây? X mũ 3 cộng với x bình cộng 1 thì bằng 1. Được chưa? Đấy, thì từ đây các bạn sẽ tính ra cho anh là x mũ 3 cộng x bình thì bằng 0. Vậy thì nó chỉ có duy nhất một nghiệm thôi, đúng không nhỉ? À, rút x bình ra. Trong nó còn là x cộng 1 đúng không? Bằng 0. Thì mình được là x bằng 0 và x bằng âm 1. Vậy phương trình này nó có hai nghiệm đúng không? Hai nghiệm thì nó sẽ có hai giao điểm nhá. Vậy đáp án chính xác thì là đáp án A. Được chưa? A. À, đúng nhỉ? Tiếp theo là câu số 26 là một hình trụ có bán kính đáy thì bằng 2. Đấy, diện tích xung quanh thì bằng 24π. Chiều cao của hình trụ nó cho là bao nhiêu? Đúng nhỉ? Tìm chiều cao đúng không? Vậy S xung quanh nhá thì bằng gì đây? Bằng 2pi RH. Đấy, được chưa? Vậy nó bằng gì đây? Nó bằng là 24pi. Vậy từ đây suy ra H thì bằng gì đây? Bằng 24pi chia cho 2pi R. Được chưa? Vậy 24pi chia 2pi R thì bằng 6. Đúng nhỉ? 6 nhá. Vậy đáp án chính xác thì là đáp A. Nhớ chưa? Câu tiếp theo là câu 27. Các bạn lên luyện những cái đề như sau nhá. Nhớ chưa? Đấy, những cái đề mà trúng cái đề thi thật đấy. Được chưa? Là những cái đề như nào? Đấy nhá, anh sẽ nói qua luôn. Thứ nhất là đề chuyên Vinh này, được chưa? Thứ hai là đề Nam Định nhá. Đấy, nhất là hai cái đề này. Thì cái đề này nó sẽ đề chuyên Vinh và đề Nam Định nhá, thì nó sẽ sát cái đề thi thật nhất. Được chưa? Thế nên là các bạn lên luyện những cái đề chuyên Vinh và đề Nam Định nhá. Năm nào cũng thế. Câu 27 là cho cấp số nhân có U2 thì bằng 3. Được chưa? U3 thì bằng 9. Tìm công bội của số nhân. Công bội của số nhân nhá, Q thì bằng là U3 chia cho U2. Đúng không? Vậy U3 là bao nhiêu đây? Là 9 chia 3. 9 chia 3 bằng 3. Đúng nhỉ? Vậy là chính xác là A nhé. Anh thử lại lúc mấy giờ? 11 giờ nhá. Câu số 28 nè. Cho số vực Z thỏa mãn là gì nhỉ? Được chưa? Cho số vực Z thỏa mãn nhá. Là Z cộng với 2Y đúng không? Nhân với thằng này. Yêu cầu tìm số vực phần nào là bao nhiêu? Được chưa? Các bạn vừa máy tính thôi. Câu này vừa máy tính nhá. Menu 2 này. Nhập vào này. Bao nhiêu đây?
5 cộng y chia cho 1 cộng y và trừ cho 2 y. Nó bằng âm 4 đúng không? Phần nào của nó bằng âm 4, được chưa? Đấy, âm 4 nhá, là nè. Đấy, thế là được mình được 5 điểm rồi các bạn nhá. Thế là mình được 5 điểm rồi, đúng không nhỉ? Tí anh ghi công cước, công dục, ờ à, em lên GG có mà, có 29 nè. Có 29 nhá, cho dấu vức Z thì bằng là 1 trừ 2 y. Đấy, được chưa? Chưa em hỏi chiều thi mà mất gốc thì anh bảo đi lấy chồng. Anh trêu thế thôi trời. Bạn nhất vi IB cho anh nhá. Tí nữa anh cho vào nhóm lấy gốc. Câu 29 nào. Cho dấu vức Z thì bằng là 1 trừ 2 y. Phần thực của dấu vức 1 cộng y nhân với Z ngang là bao nhiêu? Được chưa? Nào câu này cũng bấm máy tính cho nhanh nhá. Câu này bấm máy tính cho nhanh. Được chưa? Bấm máy tính này. Các bạn nhập cho anh là menu 2. Rồi nhập vào là 1. Câu này dễ mà, nhanh mà. Được chưa? Z ngang đúng không? Z ngang thì các bạn đổi dấu phần nào đi thì nó là, hoặc là các bạn nhấn con Z nhá. Con Z là số vức liên hợp này. Đấy, các bạn chọn là 1 trừ 2y. Nó bằng là trừ 3 đúng không? Trừ 1 cộng 3y. Vậy thì phần thực bằng mấy? Phần thực bằng âm 1 nhá, đàn B. Xong chưa? Có cách nào để lấy gốc không á? IB cho anh nhá. Bạn nào đăng ký khóa lấy gốc anh IB cho nhá. Anh có khóa lấy gốc nhá. Lag á, lag đâu trời. Bạn nào thấy hay thì thả tim lên chia sẻ like giúp anh nhá, để view lại giúp anh ấy. Kênh lâu không like nó bị flop ấy. 11 rưỡi đêm hai mắt xem. Thế là còn ít đấy, năm ngoái anh like 2k5 á, nó phải tầm 1000 mắt xem. Lúc 12 giờ đêm ấy, năm ngoái ấy, like 2k5 ấy phải 1000 mắt xem cơ. Thế này là 2k6 là ít đấy. Là cô 30 nhá. Khoảng cách giữa SB và gì đây? Nào, SB nhá và DM đúng không? Nào, câu này tính khoảng cách. Đấy, anh sẽ hướng dẫn các bạn rất là dễ nhá. Khoảng cách rất là dễ thôi. Đi thi hình vẽ sẵn à? Cũng có, được chưa? Anh 2K5 vẫn đang xem anh à? Ok, vẫn có 2K5 đây à? Đấy nhá, hướng dẫn các bạn rất là nhanh thôi. Tọa độ 30 giây á, không cần phải tọa độ 30 giây đâu. Các anh chỉ dạy các bạn bản chất. Bản chất thì đúng là có 20 giây thôi, được chưa? Thậm chí là bản chất có 10 giây thôi câu này ấy. Khi mà các bạn hiểu bản chất ấy, 10 giây thôi, được chưa? Tùy câu mới tọa độ hóa nhá. Đây như sau, các bạn nghe kỹ này, anh sẽ tư duy các bạn tư duy này. Như sau ấy, bây giờ các tính khoảng cách giữa thì đây, khoảng cách giữa SB và DM. Đúng không? Đấy, thì để ý kỹ nhá, nghe kỹ này. Thứ nhất, mình sẽ xác định gì? Xác định yếu tố song song. Đấy, đầu tiên này xác định yếu tố song song đã, được chưa? Đấy, được chưa nhỉ? Thì biết là M là trung điểm của BC. Đấy, được chưa? M là trung điểm BC nhá. Được chưa? Thế bây giờ anh sẽ gọi gì đây? Anh sẽ gọi N là trung điểm của gì đây? Đấy, N là trung điểm của AD. Đấy, được chưa? N là trung điểm AD đây. Ok chưa? Đấy, thì từ B em sẽ kẻ cái đường thẳng song song với gì? Nghe kỹ nhá. Kẻ song song với gì? Kẻ BN song song với ND. Đấy, hiểu chưa? Yếu tố song song nhá. Ok chưa? Đấy, vậy thì mình có ngay là gì? Kẻ BN song song với MD. Ok chưa? Kẻ BN song song với MD. Không chưa? Vậy từ đây bạn suy ra là MD nó sẽ song song với mặt phẳng gì đây? Mặt phẳng SBN. Đấy, SBN. Ok chưa? Nghe kỹ anh dùng bản chất nhá. Tọa độ cũng được nhưng mà bản chất sẽ nhanh hơn này. Hiểu chưa? Vậy đấy anh có ngay là MD sẽ song song với SBN. Được chưa? Vậy thì khoảng cách giữa SB và DM thì mình sẽ chuyển nhá. Nó sẽ bằng khoảng cách từ điểm gì đây? Các bạn từ đây nhá, DM đúng không? Thì em sẽ cho một trong hai điểm, anh sẽ chọn điểm D đi. Được chưa? Điểm D là gốc nhá. Anh chọn khoảng cách từ điểm D cho đến mặt phẳng gì đấy, nó song song mặt phẳng này đúng không? Thì mặt phẳng SBN. Được chưa? Vậy nó chính là khoảng cách từ điểm D cho đến mặt phẳng SBN. Đấy, vậy thì khoảng cách từ điểm D thì em sẽ chuyển sang điểm A. Đấy, vì sao? Vì SA vuông góc về đáy thì mình sẽ rời sang chân đường vuông góc. Hiểu chưa nhỉ? Từ điểm D này mình chuyển sang điểm A. Đấy, vì nó sẽ bằng khoảng cách từ điểm A cho đến mặt phẳng SBN. Được chưa? Thì từ đây mình sẽ áp dụng công thức tính nhanh nhá, bởi vì đây là đôi một vuông góc đúng không? Em nhìn chưa? Đôi một vuông góc này này. Đấy, thì nó bằng như thế này nào. Nó sẽ bằng là 1 trên cho khoảng cách nhá, khoảng cách đây. Từ điểm như đây, điểm A cho đến mặt phẳng SBN tất cả bình đúng không? Thì sẽ bằng như đây. 1 trên gì? 1 trên AB bình. Đấy, cộng với 1 trên SA bình. Được chưa? 1 trên SA bình cộng với 1 trên gì đây? 1 trên AN bình. Xong chưa? Thế là xong thôi. Đúng không? Đấy, bởi vì đây là đôi một vuông góc mà. Thế thôi, bây giờ áp dụng công thức thôi. Xong rồi, AB bằng mấy đây? AB bằng 1. SA bằng mấy? SA bằng 1. AN bằng mấy? AN bằng 1.
Cách của anh làm nhanh không? Các bạn thấy nhanh không? Đấy. Bởi vì AD bằng 2 đúng không? Thì AN bằng 1 bởi vì N trung điểm. Được chưa? Vậy thì cộng lại N bằng 3. Thế thôi. Vậy từ đây suy ra là khoảng cách giữa A đúng không? Cho đến SBN thì các bạn căn lên nó là 1 trên căn 3. 1 trên căn 3 đúng không? Là D. Nhanh không? Đấy. Thấy chưa? Suy ra nhanh không? Thấy bản chất không? Các bạn chỉ cần hiểu được cái bản chất này thôi. Thì nhanh không? Đúng 10 giây không? Đấy. Đỡ phải tọa độ hóa cho mất thời gian nào. Đúng không? Câu nào đáng tọa độ hóa thì mình đáng tọa hóa chứ. Tọa độ hóa cho mất thời gian nào. Ok chưa? K6 hay K7 á? K6 em nhá. Hiểu chưa? Đấy. Đề sở nào đấy á? Đây là đề sở Nam Định nhá. Bạn nào thấy hay thì thả tim với chia sẻ like giúp anh nhá. Ok chưa? Câu này em khoanh lụi đúng á? Trời ơi, khoanh lụi làm gì? Đi thi đúng không? Biết đâu đề năm nay lại cho cái câu khoảng cách thì sao? Năm ngoái là cho gì đây? Năm ngoái là cho góc, năm nay cho khoảng cách thì sao đúng không? Chưa anh ôn khối nào? Anh ôn khối A và khối B. Nhanh nhá, ok nào. Câu 31 này. Câu 31 nhá, các bạn lưu lại cách làm này nhá. Được chưa? Câu 31 này. 31, được chưa? Nào, góc giữa hai đường thẳng AA' và BC'. Đấy. AA' và BC' nhá. Nào, AA' đây. Đấy, và BC' đây. Thì góc này bằng bao nhiêu độ nhỉ? Câu 31 nào. 31 chọn gì các bạn đây? Nào, câu 31 nào các bạn. 31 nhá. Được chưa? Khóa ca số bao nhiêu á? Khóa ca số 190k nhá. Được chưa? Thứ nhất xác định yếu tố song song. Đấy, cứ yếu tố song song cho anh. Được chưa? Vậy thì anh có ngày là AA' song song với gì? Song song với BB'. Ok chưa? Đấy, song song nhá. Thì bây giờ góc giữa AA' và BC'. Nó chính là một góc giữa gì đây? Góc giữa BB' và BC'. Được chưa? Vậy chính là góc gì đây? Góc gì giữa đây? Góc B giữa đúng không? Đây chính là góc giữa BB'C'. Chính là góc này đúng không? Đây. Góc này thì bằng bao nhiêu độ các bạn nhỉ? Nào, góc này bằng bao nhiêu độ đây? Góc này bao nhiêu độ? Được chưa? Đấy, xem nhá, góc này bao nhiêu độ đúng không? Biết AB là bằng A. AC thì bằng là 2A. Đúng không? Thì thôi mình tính tang đi, được chưa? Tính tang nhá. Nào tính tang đi. Tính tang đúng không? Tang. Tang nhá. Tang của B'BC phải phải thì bằng gì đây? Tang đúng không? Tang. Nào các bạn tính các tính độ dài nhá. BB' mình biết chưa? Cạnh bên đúng không? Cạnh bên bằng A thì đây là A đây. Được chưa? B'C' thì tam giác là tam giác vuông tại B. Vuông tại B đúng không? AB là bằng A này. AC thì bằng là 2A này. Đấy, thì từ đây mình suy ra thằng này bằng A căn 3. Được chưa? Tang thì bằng đối trên kề, tức là bằng B'C' trên cho BB'. Vậy chính là bằng A căn 3 trên cho A. Vậy chính là bằng căn 3. Tang của nó bằng căn 3 thì góc bằng bao nhiêu? Bằng 60 độ, đúng không? Vậy đáp án chính xác thì là đáp án C nhá. Đề này 8,6 ổn không á? Cũng bình thường tạm được thôi, chứ chưa phải là ổn đâu nhá. Được chưa? Hiểu chưa các bạn nhỉ? Tiếp nhá. Câu số 32 nè. Câu 32. Hàm số fx thì bằng là trừ 2x cụ 3 cộng 3x bình đồng biến trên quãng nào sau đây? Được chưa? Đồng biến thì các bạn đi đạo hàm thôi. Đạo hàm nhá. Y phải nè. Em không hiểu á. Trời ơi mất gốc này. Sao lại 60 vậy á? Tang em bấm shift tang ra. Nhá. Trời ơi nhiều bạn kém thế. Anh giả dễ hiểu kém luôn nè. Ok. Câu số 32 nè. Đấy, bạn nào vẫn còn đang kiểu mất gốc loay hoay đúng không? Vẫn chưa biết đấy. Thì bạn đăng ký khóa cấp tốc của anh nhá. Cấp tốc trong 21 ngày, được chưa? Từ 6 lên 8 nhá. Được chưa? Từ 8 lên 9 cộng. Nào, tính đạo hàm ra thì nó bằng như đây. Trừ 6x bình này. Cộng với 6x. Xong chưa? Trừ 6x bình này. Cộng 6x. Ok chưa nhỉ? Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho gì đây? Mình sẽ cho nó bằng 0. Được chưa? Bằng 0. Thì các bạn bấm máy tính ra thì được mấy nghiệm đây. Nào, bấm máy tính ra. Thì được mấy nghiệm nhỉ? Nó sẽ được 2 nghiệm đúng không? Là x bằng 0 và x bằng 1. Ok chưa? Khóa cấp tốc bao nhiêu ấy? 190k nhá. Xong chưa? Vậy là x bằng 0, x bằng 1 rồi. Bây giờ xét dấu thôi. Đây là 0. Đây là 1. Đây là dương vô cùng và đây âm vô cùng. Xét dấu nhá. Đây xét dấu đây. Từ 0 vô cùng à, từ 0 đến 1 nhá. Đây là trong. Từ 0 đến 1 là trong đúng không? Trong. Vậy trong trái, trái dấu âm thì là gì? Là dương. Đấy. Được chưa? Âm. Vậy đồng biến trên quả từ 0 đến 1 nhé. Ok chưa? Đấy, chưa? Câu này ấn máy tính á. Ấn máy tính làm gì? Trời ơi. Học bản chất câu này đi. Bởi máy tính tùy câu thôi chứ, đúng không? Đừng có phụ thuộc vào máy tính quá. Câu 33 nhé. Nào. Câu 33 nhé. Câu 33 các bạn. Khóa anh có dạy bấm máy không á? Có nhá. Khóa cấp tốc là anh dạy đầy đủ nhá.
cô ba ba nè, được chưa? Đấy, khóa cấp tốc anh mở đúng 2 ngày nhá. Thì bạn nào nhanh tay đăng ký bạn IB cho anh. Như năm ngoái đấy, 2K5 đúng không? Anh ôn cho đúng 21 ngày, rất là nhiều bạn được điểm cao ấy. Không biết có 2K5 nào ở đây không có feedback lại với anh. Nào, câu này nguyên hàng từng phần nhá. Đấy, từng phần đây. Đợi anh chưa cô số phức cả, ok. Đấy nhá, các bạn phân tích ra, đây là nguyên hàm từng phần, đúng nhỉ? Đấy, từng phần đúng không? Thì anh có sau. Đây là U nhá, đây là DV đây. Được chưa? Thằng này lấy đạo hàm này, thằng này lấy nguyên hàm. Được chưa? Thằng này đạo hàm, thằng này nguyên hàm. Nhá. Thì thằng này đạo hàm đúng không? Là bao nhiêu đây? Là x. Thằng này lấy nguyên hàm là gì? Nào. Là gì đây? Là f phẩy. Ok chưa? Nào bây giờ múa cột nhá. X lấy đạo hàm thì bằng 1. Thằng này lấy nguyên hàm thì bằng fx. Được chưa? Thì đây là dương. Đấy, đây là âm. Xong chưa? Nhân là nhá, nhân là đây. Yên tâm tí nữa anh sẽ múa cho các bạn xem cái câu số phức nhá. Nào, nhân ở đây, x nhân fx. X nhân fx ở đây. Ok chưa? X nhân fx ở đây. Xong chưa? Vậy x nhân fx nhá. Đấy, cận từ mấy đây? Cận từ 0 đến 2. Trừ cho tích phân từ 0 đến 2 của fx dx. Được chưa? Bằng bao nhiêu đây? Bằng 1. Vậy cái mình cần tìm là cái này. Đấy. Sau đó các em thay 2 ở đây, thành được là 2 lần f của 2 trừ cho tích phân từ 0 đến 2 của fx dx bằng 1. Được chưa? Vậy f2 để cho bằng 3. Vậy 2 x 3 thì bằng 6 trừ tích phân từ 0 đến 2 của fx dx thì bằng 1. Được chưa? Vậy thì từ đây mình suy ra là tích phân từ 0 đến 2 của fx dx bằng mấy? Bằng 5. Bằng 5 nhá. Vậy đáp án chính xác này là này. Được chưa? Được nè. Để làm bao nhiêu đấy, để vừa mới thi hôm nay xong mà. Xong chưa? Bằng 5. Rồi, bạn nào đến đây đúng không? Có bạn nào vẫn đang kiểu lững chững từ cái này không? Nhá. Đấy, lốt cô 35 nhá, lốt cô 35 thì các xin. Ok chưa? Giảng lại cô 32 nhá, chỗ 32 xem lại nhá. Em lướt phở bò xong nữa chưa? Được chưa? Tiếp nhá. 4 phần 9 á. Sao 4 phần 9 là sao? Cái gì 4 phần 9? À cái câu 34 á. Câu 34 4 phần 9 á. Ở 34 nhá. 30 lại đi ạ. 30 thì các bạn xem lại ở trên ITB giúp anh nhá. Được chưa? Câu 34 nè. 34. Các bạn nào mới vào thì xem lại ở ITB nhá. Nào. Đấy. Toán xác suất nhá. Xác suất. May cho các em phải cảm ơn đúng không? Các em phải cảm ơn cha mẹ. Là vì sao? Vì đã đẻ sớm hơn 1 năm. Năm sau còn khó hơn nữa, K7 còn khó hơn nữa. Nào, bây giờ mình đọc kỹ đề bài nhé. Một hộp chứa 10 viên bi có cùng kích thước bao gồm 6 viên bi màu đỏ, được đánh số, được chưa? Được đánh số khác nhau từ 1 đến 6 và có 4 viên bi màu xanh, được chưa? Được đánh số khác nhau từ 1 đến 4. Đấy, đọc kỹ nhá. Đấy, được chưa? Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi và khác số, được chưa? Thì được biết là gì? Được viết là có 6 viên bi đỏ, được đánh số từ 1 đến 6. Được chưa? Có 4 viên bi xanh, được đánh số từ 1 đến 4. Được chưa? Đấy. Lag á? Bị lag à? Lag á? Bị lag à? Được rồi nhá. Lag thật á? Mượt chưa? Đứng hình 5 giây à? Đứng hình 5 giây à? Delay 3 lần rồi nè. Ok chưa? Ổn rồi đúng không? Mượt ngay chưa? Vẫn lag á? Chán nhở? Được rồi nhá. Chưa? Lag ok rồi. Ổn rồi. Hết lag rồi đúng không? 8 điểm để này được không á? Được. Sao nhá? Nè. Câu này nhá. Bây giờ 6 viên bi đỏ đúng không? Từ 1 đến 6. Và 4 viên xanh từ 1 đến 4. Được chưa? Đấy. Nào bây giờ mình sẽ phân tích nhá. Các bạn sẽ phân tích này, nghe kỹ chỗ phân tích nhá, được chưa? Nào, bây giờ mình sẽ phân tích như sau. Tính xác suất để nó có là 2 viên bi khác màu đúng không? Và khác số, được chưa? Khác màu và khác số nhá. Ok chưa? Khác màu và khác số. Đấy, thì bây giờ mình sẽ phân tích này. Nãy giờ là ta mẹo chưa ổn mà. Ừ thì chưa ổn mà. Được chưa? Hết lag chưa nhỉ? Xong rồi nhá. Đấy, thì bây giờ sẽ phân tích này. 2 viên bi khác màu và khác số. 2 viên. Được chưa? Khác màu nhá. Đấy, và khác số nữa. Được chưa? Thì thứ nhất, bây giờ mình sẽ chọn ra những cái số viên bi xanh. Thì bây giờ mình sẽ chọn một viên bi xanh trong gì đây?
trong 4 viên bi xanh được đánh từ 1 đến 4 thì anh có là gì? Là có là C1 của 4. Ok chưa? Đấy, thì sau khi mà các bạn chọn ra đúng không? Các bạn đã chọn ra là một viên rồi, vậy thì nó còn lại là 5 viên bi đỏ. Được chưa? Nó còn lại là 5 viên nhá. Hiểu chưa? Sau mình các bạn đã lấy ra một viên đấy. Đấy, tức là các bạn lấy 4 viên ra trong một viên nữa thì nó còn là 5 viên. Hiểu chưa? Vậy nó còn là 5 viên bi đỏ. Đấy, được chưa? Vậy thì bây giờ lấy ra 2 viên bi khác màu và khác số ấy. Được chưa? Được chưa? Thì bằng nhiêu đây? Nó sẽ bằng là 4, đúng không? C1 của 4 nhân với 5 và trên cho C2 của 10. Ok chưa? Vậy thì nó bằng nhiêu nhỉ? 4 nhân 5 nhá, trên cho 10 C2. Nó bằng 4/9 đúng không? 4/9 nhá. A đúng không? Viết số ra dễ hơn á, viết số ra làm gì? Mình chọn này cho nhanh, viết số ra làm gì? Cái gì đây? Anh có gia sư không á? Không nhá, trời ơi. Anh nói chung là anh chỉ dạy trong lớp học thôi, lớp trên phở bò thôi, chứ không có thời gian mà dạy gia sư đâu. Câu 35 nhá. Các bạn hiểu câu này chưa? Anh giảng lại được không á? Ok, nói lại nhá. Đấy, nói lại này. Bây giờ mình chọn ra 2 viên bi trong 10 viên thì là C2 của 10 nhá. Được chưa? Đấy, bây giờ nó có là 6 viên bi đỏ được đánh từ 1 đến 6 này. 4 viên bi xanh được đánh từ 1 đến 4 này. Bây giờ yêu cầu là gì? Là lấy ra 2 viên khác màu và khác số nhá. Nghe kỹ nhá. Khác màu và khác số. Thì thứ nhất, anh sẽ chọn ra viên bi xanh trước. Thì nó có 4 viên đúng không? Thì mình chọn ra một trong 4 viên thì là C1 của 4. Hiểu chưa? Hiểu chưa nhỉ? Bây giờ thế bây giờ sau khi mình đã chọn một viên, mình nhớ là khác màu khác số. Thì bây giờ là bao nhiêu? Nó còn mấy? Khi mà mình chọn đúng không? Đấy, mình chọn ra khác màu khác số nhá thì nó còn lại mấy viên? Sau khi mà mình chọn ra bớt một viên đúng không thì còn lại 5 viên bi đỏ thôi. Thì các bạn lấy 4 nhân 5. Hiểu chưa? Hiểu chưa nhỉ? Tức là một chứ nhá, nó khác màu khác số đây. Một viên bi đỏ này, 2 này. Đúng không? 3 4 này. Đấy, thì những cái số viên là bi bên dưới này. Đây là bi xanh nhá, là bi đỏ đúng không? Thì hai cái viên bi này phải khác nhau. Thì khi mà em đã lấy ra bớt 4 viên rồi, đúng không? Và lấy ra bớt một viên rồi thì nó chỉ còn lại một viên còn lại thôi. Thì nó còn là 5 viên bi đỏ nhá. Hiểu chưa? Lấy phở bò đang like tắt ngang á, anh like hết rồi mà. Tắt ngang gì nữa? Được chưa? Hiểu chưa nhỉ? Em lấy đi, bây giờ tổng nó có 2 viên nữa. Thì em lấy đi mất một viên thì còn 5 viên. Hiểu chưa? Đấy, tức là cái viên bi này khác màu nhá, đây. Ví dụ là cùng số 1 đúng không? Đây, số 1 nhá, đây. Được chưa? Đây cũng là số 1 đúng không? Đấy. Được chưa? Thì bây giờ em đã lấy mất đi một viên như này rồi thì nó chỉ còn lại 4 viên là từ 2 đến 4 thôi, à từ 2 đến 6 thôi, hiểu chưa? Miễn là phải khác màu đi còn lại. Đấy. 5C1 đúng không ạ? Đúng rồi. Học anh như nào á? Các bạn nhắn qua phở bò cho anh nhá. Câu tiếp theo là câu 35 nè. Lúc câu 35 nha, anh sẽ giới thiệu các bạn khóa học sau. Câu 35 đã. Câu này thì bấm máy tính cho nhanh đúng không nhỉ? Giá trị lớn nhất của biểu thức này. Đấy, bấm máy tính cho nhanh nhá. Hiểu chưa? Nào, bấm máy tính cho nhanh. Table nhá, menu 8. Đấy, nhập vào này. Hiểu chưa? Căn của x cộng 1 này. Đấy, cộng cho 5 trừ x. Hiểu chưa? Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ 1. À, trừ 1. Kết thúc là 5. Đấy, bước nhảy là bao nhiêu đây? Bước nhảy là lấy 6 chia 40. Hiểu chưa? Đấy, hoặc 40 cũng được. Hiểu chưa? Đấy, tại sao lại như thế đúng không? Bởi vì điều kiện trong căn. Đấy. Điều kiện là gì? Điều kiện là biểu thức trong căn phải lớn bằng 0. Tức là 5 trừ x phải lớn bằng 0. Và gì? Và x cộng 1 cũng phải lớn bằng 0. Thì từ đây anh được x sẽ thuộc đoạn là từ trừ 1 đến 5. Đấy, hiểu tại sao lại như thế chưa? Hiểu tại sao lại bắt đầu từ trừ 1 đến 5 chưa? Đấy, bởi vì thì có điều kiện. Hiểu chưa? Đấy, bắt đầu bằng luôn này. Đấy, xem nhá, giá trị lớn nhất này. Bước nhảy cũng là chia 44 thôi nhé. 3,46 đúng không? 3,46. Đáp án nhá, đáp án này. Căn 6 này. 2,44 cũng được đúng không? Đáp án B là 3 căn 3. Cũng không được đúng không? Đáp án C là 2 căn 3. Chết rồi. Thấy chưa? Thấy 3,46 chưa? C nhá, C. Đấy. Ok chưa? Đấy, bây giờ anh sẽ giới thiệu các bạn khóa học cấp tốc nhá. Đấy, khóa học cấp tốc trong đúng 21 ngày. Được chưa? Đây, còn đây là cách bấm máy nhá, cách làm tự luận này. Đấy, tự luận nhá. Tự luận như sau, được chưa? Áp dụng bất ẩn thức. Được chưa? Tự luận nhá.
Anh ấy sau bất đẳng thức là gì? Là căn của A, được chưa? Cộng với căn B, nó sẽ bé là bằng 2 lần căn của A cộng B. Đây là tự luận nhá. Hướng dẫn hai cách, nhớ chưa? Hướng dẫn hai cách nhá. Đấy, bây giờ mình áp dụng vào là căn của x cộng 1 cộng với căn của 5 trừ x sẽ bé là bằng căn của gì đây? 2 này, A cộng B, tức là thằng này cộng bằng này. Tức là x cộng 1 cộng cho 5 trừ x. Được chưa? Vậy nó sẽ bằng là căn này 2 của bao nhiêu đây? X với x là hết này, này là 2 nhân 6. Vậy nó bằng căn 12, căn 12 thì bằng 2 căn 3. 2 căn 3 đúng không? C. Đấy, đây là bản chất nhá. Bản chất. Còn đây là bờ máy tính. Bờ máy tính, đấy, bờ máy tính nhá. Được chưa? Hai cách. Anh giảng lại câu 32 á. 32 em xem lại giúp anh nhá. Trời ơi, còn bây giờ 32. Em đã D á, sao D được? Em lấy bước bước nhảy 0,25 mới ra được án à? Không được. Đấy nhá, hai cách được chưa? Các bạn thích cách nào cũng được. Được chưa? Bản chất cũng được, mà nói chung là bờ máy tính cũng được, được chưa? Bạn nào không biết về cái bất đẳng thức này thì các bạn sẽ dùng bờ máy tính, được chưa? Đấy, anh sẽ hướng dẫn các bạn giới thiệu các bạn khóa cấp tốc nhá. Thì hiện nay nó có khóa cấp tốc là 21 ngày, được chưa? Chinh phục 8 đến 9 điểm. Thì trong cái khóa 21 ngày nhá, thì anh sẽ hướng dẫn các bạn bấm máy tính này. Đầu tiên là bấm máy tính trước nhá. Đấy, thứ hai là sẽ là luyện đề. Thì anh có 10 đề nhá. 10 đề 7 cộng, được chưa? Và gì? Và 10 đề, nói chung là 10 đề 8 đến 9 điểm nhá, trong cái khóa 21 ngày này. Được chưa? Đấy. Và cái gì? Và ôn chuyên đề nhá. Được chưa? Ôn chuyên đề. Thì anh sẽ ôn chuyên đề từ lấy từ mất gốc cho đến những chuyên đề 8 đến 9 cộng. Được chưa? Đấy, trong cái gói 21 ngày này sẽ có đầy đủ tất cả để ôn cho các bạn nhé. Thứ nhất là bấm máy tính này thì bấm từ cái cơ bản cho đến vận dụng cao. Được chưa? Đấy, và anh sẽ ôn cho bạn 10 đề 7 cộng và 10 đề 8 đến 9 điểm. Và anh sẽ ôn cho bạn là 3 đề tủ nữa nhá. 3 đề đoán nhá. Đấy, cho bạn ôn đi, được chưa? Đăng ký ở đâu à? Các bạn nhắn qua TikTok cho anh hoặc là nhắn qua Phở Bò nhé. Đấy, giá ưu đãi đang ban đầu là 190k. Chỉ 190k nhé, thì các bạn đầu học tất cả các kiến thức này. Lịch học như nào á? Lịch học thì anh sẽ thông báo. Trong 21 ngày thì học liên tục nhé. Ngày nào cũng học luôn, trong 21 ngày. Đấy. Bạn nào đang loay hoay ở 3-4 điểm thì có thể bứt phá lên 7-8 cộng nhé. Caso có mở không? Có nhá. Được chưa? Trong nhóm tổng ôn là đúng rồi. Được chưa? Chỉ 190k nhé, các bạn đọc tất cái tức này. Hoặc là bạn nào vẫn đang ở dừng ở mức câu 40 đúng không? Hoặc là đang ở dừng mức câu 35 đấy. Thì ấy, nói chung là anh sẽ ôn cho bạn đầy đủ hết. Khi nào khai giảng á, bắt đầu tuần sau học luôn, được chưa? Thì tuần này anh mở trước, các bạn đăng ký sớm. Bắt đầu từ lúc nào á? Bắt đầu từ thứ tư nhá. Các bạn nhắn qua Phở Bò cho dễ nhá. Nhắn qua TikTok là sợ không lấy được tin nhắn đấy. Em đang dừng ở câu 35 mà. Dừng 35 thì anh cho đề 8 cộng là ôn được ngay. em luyện đi. Học qua đâu á? Học qua Phở Bò nhá. Câu 36 này. Câu 36. Với A là thuộc dương tùy ý, được chưa? Lốc của A bình trên cho gì đây? Học tối hay học sáng á? Học cả tối lẫn sáng và trưa nhá. Đấy. Bạn nào mà bận cái giờ nào thì các bạn có thể coi lại nhá, bài giảng. Nào, lốc của A bình trên cho 10 thế bằng gì đây? Nó sẽ bằng là lốc của A bình trừ cho lốc của 10. Lốc của A bình thì bằng 2 lần lốc A. Lốc của 10 thì bằng 1. Được chưa? Vậy đáp án chính xác là đáp án C nhé. Câu số 37 nào. Câu 37 nhá. Đấy, mặt cầu tâm Y tiếp xúc với P. Tiếp xúc với B, vậy nó bằng gì? Tiếp xúc đúng không? Thì nó chính là khoảng cách nhá. R nó sẽ bằng là khoảng cách từ tâm Y cho đến mặt thẳng P. Đấy, chưa các bạn vừa máy tính. Em bị mất gốc chương tích phân anh dạy được không á? Có. Anh có khóa lấy gốc mà. Bạn nào đăng ký dịp này thì anh tặng khóa lấy gốc nhá, đây. Các bạn vừa máy tính cho anh cái chỗ này nhá, được chưa? Khoảng cách vừa máy tính. Nào, chị đối này. Đấy, vector nhá. Vector phát tuyến là bao nhiêu đây? Vector phát tuyến là bao nhiêu nhỉ? Là 1 này, 2 và trừ 2. Đấy, được chưa? Đây là căn của 1 bình này cộng với 2 bình này cộng với trừ 2 bình. Xong chưa? Đấy, cái chỗ này đúng không? Thì bạn nhập là x nhá. Em sẽ thay tọa độ tâm Y vào đây là 3 này cộng với 2 nhân 1 này trừ cho 2 nhân 1 này cộng 3. Nó bằng 2, vậy R bằng 2. Được chưa? Vậy thì bây giờ R bình. R bình thì bằng 4 thì loại gì? Loại D và loại C. Được chưa? Vậy thì đáp án chính xác thì là gì đây? Đáp án gì nhỉ? Nào, đáp án gì đây? Đáp án B nhá. B đúng nhỉ? Tâm Y là bao nhiêu đây? Là 311. Đấy. Ok chưa?
Em muốn lấy gốc OIZ là có đầy đủ luôn. Bài giảng anh đầy đủ đây nhá. Câu 33 em xem lại giúp anh nhá. Trời ơi. Nào, bây giờ bắt đầu đến những câu khó. Bắt đầu đến những câu khó nhá. Ví dụ như câu này đúng không? Bấm máy mất mấy giây? Câu này bấm máy mấy giây? Bạn nào mà chịu khó học anh cái câu này thì anh nghĩ là mất mấy giây? Mất có 2 giây thôi. Đây nhá, bấm máy tính luôn này. Được chưa? Bấm máy tính luôn cho bạn xem. Đúng 2 giây thôi, được chưa? Nào nhập vào nhá. Đấy, nghe kỹ nhá. Các bạn nhập hết cái biểu thức này vào cho anh. Được chưa? Nhập hết cái biểu thức này vào cho anh. Nhớ chưa nhỉ? Nhập vào này. Thì bạn nhập vào nhá là loga cơ số A của B bình. Đấy, tất cả bình thì bằng 34 loga cơ số B. Đúng không? Của gì đây? Của A trên B. Đấy, được chưa? Cộng 13. Đấy, được chưa nhỉ? Không, các bạn nhấn này shift zone nhá. Shift zone này. Các bạn cho A một giá trị bất kỳ cho anh. Nhớ chưa? Nghe kỹ nhá. Cho A một giá trị bất kỳ, anh cho A bằng 3 đi. Sau đây em tìm B cho anh nhá. Các bạn thích cho số bao nhiêu cũng được, anh cho 3 đi. B bằng 9. Đấy. Thế thôi, bây giờ yêu cầu tính giá trị đây. Loga cơ số A của B, em bấm cho anh thôi. Loga cơ số A của B bằng phát nhá. Đáp án gì đây? D. Nhanh không? Thấy cái nòng ngoằng này ra nhanh không? Đấy. Ok chưa? Đấy, trong cái khóa cấp tốc của anh nhá, anh cũng dạy các bạn bấm máy tính như này. Những cái câu nào bấm máy nhanh ấy, anh hướng dẫn các bạn bấm luôn. Được chưa? Đi thi phải tiết kiệm thời gian, hiểu chưa nhỉ? Hiểu chưa? Đi thi phải tiết kiệm thời gian thì kết hợp bấm máy là bản chất. Anh dạy các bạn, anh không dạy các bạn nguyên bấm máy mà anh dạy các bạn cả bản chất nữa. Thế nên là đi thi phải kết hợp. Đấy. Tiếp là chị anh nhá. Nhanh không nhỉ? Học khóa như nào á? Các bạn nhắn qua phở bò cho anh nhá. Được chưa? Chỉ cho 190k thôi trong 21 ngày. Và không phải riêng 21 ngày mà anh dạy đến lúc thi luôn. Tiếp nhá. Nào. Nếu không có dấu bằng thì sao á? Có dấu bằng mà. Bấm lại á, đây em nhập vào đây, em nhập y hệt đúng không? Cái anh vừa mới đăng TikTok ấy. Vừa mới đăng TikTok xong đúng không? Đây. Vừa mới đăng TikTok, cách bấm xong. Đây đúng không? Được chưa? Cách bấm đây nhá. Vừa đăng TikTok rồi nhá. Các bạn có thể xem lại trên TikTok ấy. Được chưa? Tiếp nhá. Bạn nào chưa follow các bạn follow kênh anh nhá. 21 ngày lên được 9 cộng không ngắt được. Chỉ sợ là các bạn bảo anh là các bạn bảo gì? Như năm ngoái 2K5 ấy, rất là nhiều bạn bảo đúng không? Biết anh muộn đấy. Chỉ sợ các bạn lại bảo biết anh muộn thôi. Nào bây giờ trước câu 38 nhá. Câu 38 nhá. Câu 38. Chưa, câu 38 này. 21 ngày 7 cộng lên 9 được không? Được. Em anh bảo rồi, anh luyện cho các bạn đúng cái đề thôi. Và ôn thêm chuyên đề của anh nữa thì là ngon ngay. Nào câu 38 nhá. 38 này suy luận này. Bây giờ cho mặt cầu và mặt phẳng, xét đường thẳng delta nằm trong mặt phẳng vuông góc với D và cắt S tại hai điểm phân biệt A và B thì nó đạt giá trị lớn nhất là bằng bao nhiêu? Được chưa? Đấy, lớn nhất bằng nhiều thì anh sẽ vẽ cái hình minh họa ra. 129k ôn điều gì á? IBM tư vấn nhá. Đây. Mình vẫn phải vẽ hình ra. Để lấy đâu à? Các bạn để lấy trên toán song song nhá, các bạn lên phở bò á. Các bạn ghi toán song song vào ra. Được chưa? Đây các bạn, anh hướng dẫn các bạn nhắn qua đây. Bạn nào cần file đề hoặc nhắn qua hoặc đăng ký học nhé thì đây. Nhắn qua TikTok là nhiều lúc nó không hiện đấy. Nhiều bạn tài khoản TikTok là bị cấm đúng không? Chữa full đề nhé, hôm nay anh chữa full đề. Đây các bạn nhắn qua đây cho anh nhé. Được chưa? Được chưa? Chết rồi. Đây nhá, các bạn nhắn qua đây cho anh. Xong chưa? Các bạn nhắn qua đây cho anh nhé. Các bạn chưa theo dõi, các bạn theo dõi kênh. Tiếp nhá. Nào, câu tiếp theo. Câu 38 này. Câu 38. Câu 38 nhá. Nào, câu 38. Câu 38, được chưa? Bây giờ anh sẽ vẽ cái mặt phẳng ra, cái mặt phẳng P đây. Đấy, được chưa? Mặt phẳng P nhá. Xem lại đâu à? Xem lại ở ITB nhá. Được chưa? Đây mặt phẳng P đây. Mình sẽ vẽ một cái mặt cầu ra. Tâm y nhá. Đấy, mặt cầu đây. Vẽ, anh vẽ nó không được đẹp lắm đâu. Đấy, caso à, tí nữa caso sẽ xem nhé, sẽ có sau. Các bạn cứ lên tìm toán song song là có ngay mà. Được chưa? Đấy. Nào. Thì bây giờ cho hai điểm phân biệt A và B
đúng không? Thế bây giờ mình sẽ cho cái đường thẳng delta. Đường thẳng delta đây nằm trong mặt phẳng đây. Đấy, delta đi qua đây. Chẳng hạn như thế, đúng không? Thì điểm B nằm đây đi. Được chưa? Điểm A đây. Ok chưa? Được chưa? Xong rồi nhá. Thế bây giờ để ý này, vuông góc với D và cắt S, đúng không? Nó vuông góc với D và cắt S theo giao tuyến. Thế bây giờ mình có là gì? Từ đây có là U của delta, đúng không? Vì delta là nằm trong mặt phẳng và vuông góc mà, thì có U delta là sao đây? Vuông góc với vector pháp tuyến của P. Được chưa? Vuông góc vector pháp tuyến D nhá. Tương tự như vậy, mình có U delta sẽ vuông góc với vector chỉ phương của gì đây? Của D. Được chưa? Ok chưa? Đấy, thì từ đây khi mà U delta vuông góc với cả hai mặt phẳng thì sao? Từ đây suy ra là U delta nó sẽ có gì đấy? Nó sẽ bằng là tích có hướng giữa NP và UD. Được chưa? Đấy, tích có hướng nhá, vuông góc với hai mặt phẳng thì nó sẽ bằng tích có hướng. Rồi từ đây các bạn sẽ tính cho anh. Nào, NP là bao nhiêu đây? Đề cho là bằng 1 này, âm 2 này và 2. Còn UD là bao nhiêu đây? UD là 1, 2 và âm 3. Xong. Ok chưa? Xong rồi nhá. Xong rồi, bằng tích có hướng này. Nào bấm máy tính thôi. Bấm máy tính tích có hướng nhá. Bấm này, menu 5 đúng không? Chọn vector A. Đấy, nhập vào thôi, 1 này, trừ 2 và 2. Menu này, 5. Các bạn chọn vector B là 2, 3. Nhập vào là 1 này, 2 và trừ 3. Đấy, tích có hướng nhá. Bấm tích có hướng này. Các bạn nhấn vector A, 3 này, nhân này, 4 này. Được chưa? Tích có hướng là vector A nhân vector B nhá. Đấy, bằng này 254 đúng không? 254 nhá. Đấy, 254. Ok chưa? 254. Xong. Đúng không? Đấy. Vậy thì khoảng cách ở đây. Được chưa? Ok chưa? Nào bây giờ mình sẽ độ dài đoạn AB lớn nhất thì đường thẳng delta đi qua điểm nào sau đây? Được chưa? Thì bây giờ mình đã biết thì đây, mình đã biết là U delta rồi. Thế giờ mình sẽ tìm một cái điểm đi qua. Hiểu chưa nhỉ? Bây giờ mình sẽ chọn một cái điểm đi qua. Được chưa? Một cái điểm đi qua thì biết mặt phẳng P là bao nhiêu đây? Mặt phẳng B nhá, nó là x trừ 2y cộng với 2z trừ 1 bằng 0. Đấy, thế bây giờ mình sẽ cho một cái điểm bất kỳ đi qua cái mặt phẳng P này. Được chưa? Đấy, đúng rồi, viết xong rồi thay đáp án vào nhá. Nào, anh sẽ cho một cái điểm bất kỳ đi qua. Được chưa? Đấy, nào cho một điểm nhá. Nào, anh hãy cho tọa độ là bao nhiêu đây? 111 đi. Anh hãy chọn điểm bất kỳ nhá, anh chọn điểm C đi. Tọa độ là 111. Anh thay vào thử ở đây nhá, có thỏa mãn không? Thỏa mãn, đúng không? Các bạn thay điểm C ở đây, 111, thỏa mãn không? Có, đúng không? Vậy để độ dài AB max, AB max khi nào đây? Nào, thì anh cho điểm đây là điểm từ Y nhá. Anh cho đi điểm C đi, được chưa? Vậy để độ dài AB max khi nào? Khi nào nhỉ? Khi và chỉ khi nào? Thằng điểm C này phải thuộc gì đấy? Thuộc delta. Đấy, được chưa? C sẽ nằm trong delta, tức là điểm C này sẽ đi qua delta. Đây, thì sẽ đạt độ dài lớn nhất nhá. Ok chưa? Vậy là C sẽ thuộc delta, đúng không? Vậy thay thôi. Vậy anh có phương trình delta là gì? Đó chính là x trừ 1 trên cho 2 thì sẽ bằng là y trừ 1 trên cho 5 bằng z trừ 1 trên cho 4. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ thay tọa độ vào nhá. Bây giờ các bạn sẽ thay tọa độ vào để xem là điểm nào thỏa mãn. Được chưa? Nào, ý A, 1 vào đây, 2 vào đây, 2 vào đây. Không được đúng không? Ý B, 0 thay vào đây, âm 4 thay vào đây. Cũng không được đúng không nhỉ? Ý C, 4 thay vào đây, 4 thay vào đây cũng không được đúng không nhỉ? Vậy là chính xác là D nhá. Thay trừ 1 vào đây thì nó bằng là trừ 2 trên 2 này. Thay trừ 4 vào đây thì bằng trừ 5 trên 5 này. Thay trừ 3 vào đây là trừ 3 trên 3. À, trừ 4 trên 3. 4. Vậy là chính xác này là D nhá. Nói lại đi ạ. Nói lại chỗ nào nhá. Nói lại nhá. Để cái độ dài AB là lớn nhất. Đúng không? Đấy. Để cái độ dài AB là lớn nhất nhá. Được chưa? Nghe kỹ nhá. C chắc gì đã là hình chiếu của Y á. Được chưa? Nhưng mà đây là biện luận mà. Đấy, vậy để độ dài AB lớn nhất nhá. Khi là điểm C nó sẽ nằm trong delta. Được chưa? Và C sẽ là cái điểm đây. Xuống đây, C đây. Cái điểm nằm thuộc đây. Thế là độ dài lớn nhất. Được chưa? Anh giải theo cách cụ thể được không á? Đây cách cụ thể rồi mà.
cách làm tự luận đi. Tiếp nhá. Câu số 40 nào. Câu 40 nhá. Nào câu 40. Câu 40 đúng không? Được chưa? Câu 40 thì tính nhanh thôi. Nào. Sao delta ra như kia chỗ cho đi qua điểm ấy. Bây giờ còn không biết sao delta đi qua kia toang rồi nhá. Được chưa? Bởi vì cho nó đi qua một điểm và có một vector pháp tuyệt và vector chỉ phương. Biết vector chỉ phương và biết đi qua điểm rồi thì viết được phương trình delta. Nhá. Câu 40 nè, câu 40 tính nhanh nhá. Nào, câu 40 đi. Yên tâm là anh sẽ chữa full đề nhá, yên tâm. Bây giờ mình sẽ đi tính đạo hàm đi. Nào, tính đạo hàm ra nhá. Được chưa, tính đạo hàm ra đi. Nào, thì mình sẽ xét điều kiện trước. Điều kiện là gì? Là mẫu các không. Đấy, điều kiện là mẫu các không nhá. Nghe kỹ này. Điều kiện là mẫu các không, nhớ chưa? Vậy tức là gì? Tức là x cộng với m phải khác không. Thì từ đây anh sẽ được là x sẽ khác trừ m. Được chưa? Mx lại gì đây? Mx lại thuộc khoảng từ 1 đến 3. Thế nên từ đây suy ra Mx lại khác m đúng không? Thì từ đây suy ra trừ m sẽ không thuộc cái khoảng là từ 1 đến 3. Hiểu chưa? Vì trừ m không thuộc thì m nó sẽ nằm ngoài khoảng thôi. Là trừ m sẽ bé hoặc bằng 1 và trừ m sẽ lớn bằng 3. Vậy tương đương m sẽ lớn bằng âm 1 và m sẽ bé bằng âm 3. Nhá, đây là điều kiện. Điều kiện đầu tiên đã. Rồi bây giờ các bạn đi tính đạo hàm cho anh. Nhớ chưa? Tính đạo hàm nè. Vậy thì U trên V lấy đạo hàm thì bằng gì? Bằng U phải V trừ cho V phải U trên cho V bình. Được chưa? Mình chỉ quan tâm gì? Mình chỉ quan tâm tử thôi. Nào, tính đạo hàm ra. Quan tâm tử nhá. Thằng này đạo hàm đúng không? Thì bằng đến nhiêu đây? Nó bằng là E mũ trừ E mũ X trừ 2. Đúng nhỉ? Nhân với gì đây? Nào, anh tính nhẩm nhanh luôn nhá. Thì bằng X cộng M và trừ cho 1 và cộng thêm 11 nữa đúng không? Được chưa? Trên cho mẫu là gì? Trên cho mẫu là x cộng với m bình. Các bạn đạo hàm theo công thức này nhá. Được chưa? Đấy bởi vì anh đẩy nhanh ấy thì anh đạo hàm nhanh. Xong chưa? Rồi bây giờ yêu cầu thế này, đồng biến đúng không? Đồng biến thì là lớn bằng 0. Thì bỏ mẫu đi, được chưa? Bỏ mẫu đi. Tới đây mình sẽ làm gì? Cô lập m. Cô lập m nhá. Được chưa? Nào, bây giờ mình sẽ cô lập m. Được chưa? Mình sẽ chuyển hết về sang thì anh được là x cộng với m trừ 1 sẽ lớn bằng trừ 1 trên cho e mũ x trừ 2. Đấy, được chưa? Vậy anh sẽ m sẽ là lớn bằng gì đây? 1 trừ x và trừ 1 trên cho e mũ x trừ 2. Đấy, được chưa? Nhá. Sao thỉnh thoảng nói bị ấy nhỉ? Được chưa? Ok chưa? Lớn hơn thôi chứ lớn hơn bằng được. Được chưa? Nào. Bây giờ mình có nhá. Thì bây giờ để nó đồng biến trên khoảng từ 1 đến 3 đúng không? Vậy thì lớn hơn thì anh gọi thằng này fx đi. Vậy để m là lớn thằng này khi nào? Khi nào? Khi là m sẽ lớn bằng max của fx trên khoảng từ 1 đến 3. Max thì tới đây các bạn xem thì các bạn thay bổ thằng này cho nhanh nhá. Thay bổ cho nhanh. Nhớ chưa? Đấy bấm máy tính. Câu này kết hợp tay với máy tính nhá. Menu 8 này. Đã nhập vào 1 trừ x trừ cho 1 trên e mũ x trừ 2. Đấy. Được chưa? Bắt đầu từ 1. Kết thúc là 3. Bước nhảy là lấy 2 chia 44. Xem là max là bao nhiêu nhé. Max bao nhiêu đây? Âm 2 đúng không? Đây. Max là âm 2 rồi. Âm 2. Vậy m sẽ lớn bằng âm 2. Đấy, kết hợp với điều kiện nữa. Được chưa? Kết hợp với điều kiện là gì? Nào điều kiện nhá. Điều kiện là gì đây? Là m sẽ lớn bằng âm 1 và m sẽ bé bằng âm 3. Thì kết hợp với điều kiện là lấy thằng lớn hơn đúng không? Thì anh sẽ được là m sẽ lớn bằng âm 1. Thấy chưa? Đề cho là gì? Đề cho là m thuộc đoạn là từ trừ 10 đến 10. Vậy thì m sẽ lấy từ 1 cho đến trừ 1 đến 10. Trừ 1 đến 10 thì có 12 giá trị nhé. Được chưa? 12 giá trị đúng không? Đàn B. Ok chưa? B nhá. Đúng rồi như bạn ấy comment đúng ấy. Được chưa? Đây ghi comment này bạn ấy trả lời giúp anh ấy.
Được chưa? Hiểu chưa? Đấy thôi, bài này thôi. Sao không đổi dấu mờ á? Đổi dấu mờ làm gì? Tại sao đổi dấu mờ? Tại sao phải đổi dấu mờ? Tiếp nhá. Nào, câu 41. 41 này bấm máy tính à? Cái chỗ nhóm E á. À, cái này đạo hàm thôi mà em. Cái này đạo hàm thôi mà. Em đạo hàm ra nhá. Nhìn chưa? Câu 41 à? 41 thì câu này chắc mất mấy giây nhỉ? Được chưa? Đọc kỹ đề bài nhá. Đấy, đọc kỹ đề bài này. Để cái hàm số này đúng không? Đấy, để cái hàm số này. Tiếp xúc, nghe kỹ nhá. Tiếp xúc. Được chưa? Đọc cái chỗ này này. Tiếp xúc tức là gì? Tức là phương trình này có nghiệm kép. Đấy, đọc đến đâu thì em phải phân tích đến đấy. Được chưa? Cắt tại điểm nữa có hành độ là bằng trừ 2. Đấy, vậy từ đây em sẽ suy ra được fx của anh sẽ bằng gì? Hệ số gì đây? Hệ số A nhá. Hệ số A. Được chưa? Đấy, hệ số A. Em muốn chụp cái gì? Nào, hệ số A nhá. Là A này. Nhân với gì đây? Nhân với x trừ 1 bình. Vì tại cái điểm này là điểm tiếp xúc. Hiểu chưa? Trục hoành tiếp xúc với tầng x1. Thì đây là nghiệm kép. Hiểu chưa nhỉ? Nhân với điểm gì đây? Tại điểm hành độ là x bằng 2. Sao chưa? Đấy, mình phân tích rất là kỹ rồi nhá. Hiểu chưa? Ok chưa? Fx thì bằng là A nhân với x trừ 1 bình nhân với x cộng 2. Xong rồi, đúng nhỉ? Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ phân tích cho anh. Được chưa? Phân tích nhá. Bây giờ ấy, mình biết là cái hình phẳng này giới hạn bởi đồ thị C và trục hoành có diện tích thì bằng gì đây? Bằng 27/4. Câu 38 á, câu 38 tí nữa em nhắn cho anh nhá. Anh chụp chưa? Đấy nhá. Đấy, thằng này bao nhiêu diện tích bằng 27. S thì bằng 27/4. Vậy sẽ bằng gì đây? Nào. Đấy, nó sẽ bằng gì đây? Nó sẽ bằng là tích phân cận từ mấy? Cận từ trừ 2 đến 1. Đúng không? Trừ 2 đến 1 trị đối của fx. Đấy. Thì các bạn sẽ thay gì đây? Các bạn sẽ thay fx vào đây. Vừa máy tính thôi nhá. Em vừa máy tính này. Vừa máy tính cho nhanh. Nhá. Nào, vừa máy tính cho nhanh. Thì nó bằng là 27/4 bằng gì đây? Bằng là tích phân từ trừ 2 đến 1. Đúng không? Trị đối của bao nhiêu đây? Của A nhân với x trừ 1 bình. Đấy, nhân với x cộng 2. Xong chưa? Sau đó nhấn shift zone. Các bạn cho AX bất kỳ nhé. A bằng 1 đúng không? A bằng 1. Vậy từ đây suy ra là A bằng 1. Thế thôi, vậy đây là gì? Phương trình của mình sẽ là x trừ 1 bình nhân với x cộng 2. Đây là fx đúng không? Thì các bạn thay fx vào đây thôi nhá. Thay fx vào đây thôi, bấm máy tính này. Đấy, thay fx vào đây là tích phân từ 0 đến 1. Từ 0 đến 1 nhá. Trị đối của gì đây? Của x trừ 1 bình nhân với x cộng 2. 3/4. 3/4. C. Nhanh không? Đấy. Được chưa? Câu 47, V kép ngang vẫn bấm máy được à anh? Đúng rồi, bấm máy được. V kép gì chẳng bấm máy được. Được chưa? Hay không? Hay người ạ, ok. Ok chưa? Đấy. Rất là dễ đúng không? Đấy là được 8 điểm rồi nhá. 8 cộng rồi nhá. Đấy, 8 cộng rồi nhá. Bây giờ bắt đầu chiến tiếp. Chiến tiếp nhá. Được chưa? Chiến tiếp này. Có xem lại được không á? Xem lại ở ITB nhá. Tiếp nhá. Nào, câu 47. À, câu 42 chứ, đúng không? Câu 42. Nào, câu 42. Câu 42, câu số phức, đúng không? Phức nhá. Kênh y tên là gì á? Tên như TikTok ấy. Anh giảng chậm hơn được không ạ? Vẫn nhanh à? Anh nghĩ là anh giảng chậm rồi chứ. Nào, câu 42 nhá. Câu 42 đây. Anh giảng nói chung là mức độ bình thường mà. Có phải anh giảng nhanh quá đâu. Có phải anh bắn giáp đâu, đúng không? Câu 42 nhá. Nào. Bây giờ các bạn sẽ phân tích ra cho anh. Được chưa? Câu số phức này. Câu này thì câu mức độ 9 điểm. Nói chung là bây giờ thì nó cũng chỉ có 8 cộng thôi. Ngày trước là 9 điểm đúng không? 8 cộng thôi. Anh bấm hơi nhanh nhá. Bình thường mà. Nào. Nào bây giờ mình phân tích nhá. Đầu tiên ấy, các bạn sẽ xét cái phương trình này cho anh. Được chưa? Nào, xét phương trình ra. Thì người ta có là gì đây? Đọc kỹ nhá. Z bình trừ M cộng 2. Đúng không? Nhân với Z. Có bao nhiêu thừa phức thỏa mãn là cái nghiệm này? Được chưa? Nghiệm này. Thì bây giờ mình sẽ phân tích ra. Thì mình sẽ thay cái giá trị mình vào nhá. Nghe chưa? Ở đâu có Z thì em thay bằng Z1. Được chưa? Ở đâu có Z thì mình thay bằng Z2.
Được chưa? Từ cái phương trình này thì anh được gì? Anh được bộ phương trình thứ nhất là Z một bình trừ M, đúng không? M nhá, mình sẽ phân tích ra đúng không nhỉ? MZ1 này, được chưa? Phân tích ra được nhỉ? Kéo em đi ngủ trước đây á, ngủ sớm đấy. Xem vào nhá. Z1, mình nhóm cái thằng M vào chung nhá, được chưa? Nhóm M vào chung đi. Anh được là trừ 2Z1 này. Đấy, cộng cho 4M đúng không? Trừ cho 4 bằng 0, được chưa? Thì từ đây anh có là Z2 bình trừ cho MZ2 trừ 2Z2 cộng với 4M trừ 4 bằng 0. Đấy, bây giờ mình sẽ phân tích nhá. Nào, phân tích nào. Thì anh được phương trình đó chính là Z1 bình, nhóm M vào trong nhá, nhóm M chung này, hiểu chưa? Thì anh được gì? Anh được là Z1 trừ 4, đúng không nhỉ? Được chưa? Đấy, mình chuyển vế sang nhá, anh được là 2 lần Z1, đúng không? Cộng với 2. Tương tự như vậy, Z2 bình trừ M nhân với Z2 trừ 4 thì bằng là 2 lần Z2 cộng 2. Xong. Được chưa? Like thì bây giờ, like xong đề thôi. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ để ý nhá. Mình thấy là hai cái nghiệm này đúng không? Nó đều là như nhau. Được chưa? Thế nên là mình sẽ cho hai phương trình với nhau. Thế anh được là gì đây? Anh được là module của 2 lần Z1 cộng 2 thì bằng là module của 2 lần Z2 cộng 2. Xong chưa? Đấy, vậy từ đây suy ra là module của Z1 cộng 2 thì sẽ bằng là module của Z2 cộng 2. Đấy, được chưa? Em BB cho gì đây? Cho anh rồi á? Cho anh rồi hay cho ai? Lấy để đâu à? Nhắn qua phở bò nhé. Xong chưa? Câu này được chưa? Đến đây là xong rồi nhá. Bây giờ mình set delta. Set delta thì anh set delta. Nào, delta bằng gì đây? Delta thì bằng B bình trừ 4AC, tức là M cộng 2 bình trừ 4 lần nhá, nhân với 4 và nhân với M trừ 1. Nào, in cho anh chữ I. Ok, tí nữa nhắn anh dép sau nhá. M cộng 2 bình này thì bằng gì đây? Là M bình này cộng với 4M này cộng 4 này. Thằng này trừ lấy nhân vào là trừ 16M đúng không? Trừ 16M. Được chưa? Trừ đây là cộng 4 nhé. À, cộng với 16. Đấy, vậy nó bằng là M bình này trừ 12M này và cộng với 20. Xong chưa? Delta nhé. Chào các bạn nhé. Nào, được chưa? Anh có đăng lại không ạ? Có. Đây. Ok chưa? Nào, bây giờ mình sẽ phân tích này. Trường hợp nhất là nếu delta mà lớn không, nếu delta lớn không nhá, thì từ đây mình suy ra là gì? Là Z1, Z2 là hai nghiệm thực, được chưa? Đấy, nếu delta lớn không thì Z1, Z2 là nghiệm thực. Khi mà nó là hai nghiệm thực đúng không, thì cái phương trình này sẽ trở thành gì? Đấy, khi mà nó là hai nghiệm thực nhá, thì cái phương trình này là trị đối đúng không? Thì các bạn phá trị đối ra, nhớ chưa? Thì anh được là Z1 cộng với 2 thì bằng Z2 cộng 2. Tương tự như vậy, Z1 cộng 2 thì bằng trừ Z2 cộng 2. Phá trị tuyệt đối ra nhé, thì có cộng trừ. Được chưa? Đấy, vậy thì mình sẽ chuyển sang đây. Thằng này với thằng này thì hết rồi, loại nhá. Được chưa? Loại. Vì sao? Vì không bao giờ có nghiệm kép. Bởi vì phương trình này là phương trình có hai nghiệm phân biệt mà. Nên là phương trình này là loại vì đây là nghiệm kép. Hiểu chưa? Vậy từ đây mình suy ra là gì? Là Z1 cộng Z2 thì bằng 4. Ờ, đâu nhỉ? Trừ 4 chứ. Trừ 4 đúng không? Trừ 4 nhá. Được chưa? Thì bây giờ mình theo VS. Theo VS thì ta có gì đây? Nào, theo VS nhá. Z1 cộng Z2. Theo VS, Z1 cộng Z2 là bằng gì? Là bằng trừ B trên A. Trừ B trên A là M cộng 2, đúng không? Vậy thì M cộng 2 thì bằng trừ 4. Đấy, vậy từ đây suy ra M thì bằng trừ 6. M bằng trừ 6 thỏa mãn không? Có thỏa mãn không nhỉ? Thỏa mãn không? Nếu mà M bằng trừ 6 nhá, mình thay đây, thì đúng là có hai nghiệm phân biệt không? Có, đúng không? Thỏa mãn. Được chưa? Thỏa mãn. M trừ 6 thỏa mãn. Xong trường hợp 1 nhé. Trường hợp 1 là delta. Đây, trường hợp 1 đây. Đâu trường hợp 1 đây chứ? Là delta lớn không? Trường hợp số 2. Nếu delta mà bé hơn không? Thì nếu mà delta mà bé hơn không đúng không? Thì phương trình sẽ trở thành gì? Nào, nếu delta bé hơn không nhá, thì phương trình Z1, Z2
sẽ có hai nghiệm phức. Được chưa? Hai nghiệm phức nhé. Phức là ký hiệu là C đúng không? Đấy, phương trình sẽ có hai nghiệm phức. Hai nghiệm phức này sẽ là liên hợp của nhau. Nhớ chưa nhỉ? Nó sẽ là liên hợp của nhau nhé, nghe kỹ nhé. Nó là liên hợp của nhau. Thế nên cái modul của Z1 cộng 2 nó sẽ bằng là modul của Z2 cộng 2. Cái này là gì đây? Luôn luôn đúng. Được chưa? Đấy, luôn luôn đúng nhá. Đấy, hiểu chưa? Bởi vì là Z1 thì bằng là Z2 ngang, MZ2 thì bằng Z1 ngang. Nó là liên hợp của nhau. Thế nên là cái biểu thức này luôn luôn đúng. Được chưa? Em thức nhưng mà sợ má. Bạn nào có rảnh thì canh cho bạn đấy cho đỡ sợ nhá. Đây. Được chưa? Nào em sẽ xét delta bé hơn 0 này. Anh có ngay là M bình trừ 12M cộng 20 bé hơn 0. Được chưa? Lớn rồi còn sợ mà. Được chưa? Bấm máy tính nhá. Menu A này. Đấy, 2 này. 2 đúng không? 1 này trừ 12 này, 20 nhá. Nó bằng là từ 2 đến 10. M sẽ lớn 2 và bé hơn 10. Được chưa? Vậy thì có bao nhiêu nghiệm đây? Trường hợp này có bao nhiêu nghiệm nhỉ? Tính từ 3 cho đến 9. Từ 3 đến 9 thì có 7 nghiệm đúng không? 7 nghiệm. 7 nghiệm nhá, kết hợp mấy nghiệm này nữa là mấy? Là 8 nghiệm. 8 nghiệm đúng không? Vậy đáp án chính xác thì là đáp án gì đây? Đáp án A nhá. A. Toán em làm tới 39 là tịt rồi á. Đấy thì em luyện thêm cái khóa cấp tốc của anh nữa là đảm bảo lên 8 cộng 9 cộng luôn nhá. Em đang định đây mới có cuối full đề à. Trời ơi. Đấy. Bây giờ các bạn muốn nâng điểm số đúng không? Chỉ còn có bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Ba mấy nhỉ? 37 đúng không? Hay 38 nhỉ? Đấy, 38 ngày nữa thì bây giờ các em chỉ có cách là luyện chuyên đề vận dụng cao và luyện đề nữa thôi. Đấy, tổng ôn lại kiến thức thôi. Được chưa? Thì trong cái khóa cấp tốc của anh này anh tổng ôn cho các bạn luôn. Được chưa? Bây giờ các em muốn điểm cao đúng không? Đấy, thì các em phải làm những cái câu khó này đi thì nó mới tăng cái tư duy được. Tăng tư duy thì nó mới nâng điểm được. Được chưa? Các bạn chụp lại đi, chụp lại câu này đi, xong rồi về làm lại nhá. Về làm lại thì mới hiểu được. Được chưa? Hiểu tại sao lại ra như này chưa? Bởi vì đề cho đây nhá. Đây này, đề cho đây này. Đề cho đây này. Đấy, em thay vào đây này. Thay đây này, thì ra cái này. Mỗi câu anh giải, em quay màn hình một lần. Ok. Về xong em làm lại phát nữa là ngấm. Phần loại nhá. À, bởi vì đây, nếu mà đây nhá, suy ra là Z1 bằng Z2. Nếu Z1, Z2 thì nó là nghiệm kép rồi. Mà đây là hai phân nghiệm, phương trình có hai nghiệm phân biệt đúng không? Được chưa? Làm sao mà có thể nghiệm kép được? Thì loại. Nhanh còn ngủ á, ok. Lớp 12 rồi, cố gắng lên nhá. Nè, câu 43. 43 các bạn. 43 nhá. Được chưa? Nào câu 43, câu hình nhá. Đấy, cố lên. Nói chung là có mấy câu hình này cố lên nhá. Được chưa? Cho hình năng trụ tam giác ABC, A', B', C'. Có đáy là tam giác đều. AB' thì bằng BE' bằng CB' bằng A. Biết rằng góc giữa thằng này, đúng chưa? Được chưa? Nào, xem nhá. Nào. Xem nào, phân tích nhá. Đây. Ơ, cái đứa này là trong nhóm à? Đây nhá. Phân tích này. Được chưa? Okay, cái đứa kia. Cái đứa kia trong nhóm hay sao nhá. Đây nhá. Anh sẽ vẽ hình ra. À, người ta không cho lăng trụ đứng đúng không? Người ta cũng không hề cho là lăng trụ đứng. Biết đâu là lăng trụ nghiêng đúng không? Nãy em tìm câu 43. Đây, yên tâm anh sẽ dạy cùng ra. Em trong nhóm là đứa nào ấy. Không thể nào lăng trụ đứng được đúng không? Người ta cũng không hề cho. Không hề cho là lăng trụ nghiêng. À, người ta không hề cho năng trụ đứng luôn thì vẽ năng trụ nghiêng thôi. Vẽ năng trụ nghiêng nhá, không thể nào năng trụ đứng được. Được chưa? Đề bởi vì đề nó không cho ấy. Đấy. Đây. Ok chưa? Vẽ hơi xấu một tí nhá. Đấy, vẽ hơi xấu một tí nhá. Được chưa? Nào, mày vẽ này. A nhá. Năm ngoái xem anh cười giải toán. Ok.
vẫn còn nhớ à? Đây, B, C. Lệch quá à? Hơi lệch tí thôi nhưng mà vẫn được. A này, B và C. Đấy, xong chưa? Bây giờ yêu cầu là xác định góc giữa mặt phẳng AC, C phẩy, A phẩy và mặt phẳng ABC. Nào, đấy, anh chưa có một khoa tay rồi. Không khoa tay đâu, vẽ xấu à? Được chưa? Nào, xác định góc giữa nhá. Vẽ hơi xấu quá. Thôi kệ đi. Xong chưa? Nào, bây giờ xác định góc này. Xác định góc thì bây giờ mình sẽ xác định là cái chân đường vuông góc đã. Đấy, mình xác định là vuông góc đã. Được chưa? Người ta cũng chưa hề cho cái gì đúng không? Chưa hề cho gì. Đấy là tam giác đều. Tam giác đều nhá. Thì anh gọi là M đi. M là trung điểm của AC nhá. M là trung điểm của AC. Thì từ đây anh sẽ lối đây. Đấy, được chưa? Cho điểm M đây đi. Đấy. Thế bây giờ mình sẽ xác định chân đường vuông góc. Thì từ B phẩy anh sẽ kẻ đi đây. Kẻ hình chiếu vuông góc xuống mặt phẳng này. Thì tại đi đây. Bởi vì ở đây là gì? Ở đây là tam giác đều. Thế nên hạ xuống đây chính là gì? Nó chính là trọng tâm nhá. Thì trọng tâm là G. Được chưa? Hạ xuống trọng tâm là G. Vậy thì từ đây anh có ngay là gì? Anh có ngay là AC vuông góc với gì? Vuông góc với BM. Vì BM chính là chiều cao của tam giác đều. Được chưa? Tương tự như vậy, AC sẽ vuông góc với B'G. Vì B'G làm sao đây? B'G là sao? Nó vuông góc với đáy. Được chưa? Thế nên là B'G sẽ vuông góc AC. Thì từ đây mình suy ra là AC sẽ vuông góc với gì? B'ML. Được chưa? Đấy, nó vuông góc với B'ML. Thì AC vuông góc với B'ML thì suy ra AC sẽ vuông góc với ML. Ok chưa? AC sẽ vuông góc với ML. Đấy, AC vuông góc ML nhá. Mà bây giờ mình sẽ vẽ điểm N đây. Được chưa? Đấy. Nhưng mà vẽ cái hình này xấu quá nhỉ. Vẽ lại nhá. Chết rồi. Vẽ hình này xấu quá. Vẽ lại anh ơi, vẽ lại nhá. Kiểu mình vẽ ngày xưa mình đi thi mỹ thuật ấy, thầy giáo toàn cho 3 điểm thôi. Đây. Chưa. Thế này chắc là mình phải dùng thước đây. Đấy, nó hơi xấu tí nhá. Được chưa? Anh học trường đại học gì đó, anh học trường Y. Xong chưa? Xong rồi nhá, đây, đây là M đi. Đấy, N đây. Vẽ nó hơi xấu một tí nhá. Nhưng mà hình này nhìn rõ hơn đấy. Đấy. Được chưa? Các bạn cứ khịa. Các bạn khịa ngại đấy. Đây nhá, A phẩy này, C phẩy này, B này, AC. Xong chưa? G đây đi. Đây nhá, G đây. Đấy, G nhá. Xong chưa? Được chưa? Đây. Anh học trường Y mà dạy suốt tí á. Anh chỉ dạy buổi tối mà. Còn đâu ban ngày bận chứ có thời gian đâu. Đấy chưa? Vuông đây nhá. Đấy, nhìn chưa? Vuông đây chưa? Đấy chưa? Anh thi được bao nhiêu điểm á? Anh thi được 6,9. Xong chưa? Cái chỗ này xong chưa? Xong rồi nhá. Đấy, chứng minh mình đã có chứng minh. Xong là gì? Mình đã chứng minh xong là AC vuông góc với BM. Đấy, AC vuông góc với B'G. Thì từ đây suy ra ở đâu nhỉ? Vuông góc thế cũng được đúng không? Nào, từ đây suy ra là AC sẽ vuông góc với gì đây? Vuông góc với B'ML. Được chưa? Bởi vì cái điểm G ấy, nó nằm trong cái mặt phẳng này. Hiểu không nhỉ? Bởi vì cái điểm G ấy, nó nằm trong cái mặt phẳng này này. Thì nó sẽ vuông góc với cả mặt phẳng này. Anh học Y Hà Nội à? Không, Y Thái Nguyên thôi. Nào, thì từ đây anh có AC nhá, vuông góc với MN. Được chưa? Tại điểm sinh thấp ấy. Điểm toán với điểm hóa cao như điểm sinh thấp. Xong chưa? AC vuông góc MN nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ xác định góc này. Xác định góc nhá. Chưa? Vậy thì góc giữa mặt phẳng đúng không? ABC.
và mặt phẳng AC, C phẩy A phẩy. Nó chính là một góc giữa gì đây? Nó chính là góc giữa gì? Góc giữa BM và MN. Được chưa? Vậy thì góc giữa BM và MN nó chính là góc gì đấy các bạn nhỉ? Nào, góc giữa BM và MN nhá. Được chưa? Thì các bạn sẽ biến đổi ra. Đây, BM và MN đây. Thì các bạn sẽ quy về góc giữa gì? Góc giữa BM và BB phẩy. Vậy góc giữa BM và BB phẩy chính góc này. Đấy, chính góc này đúng không? Để cho là bao nhiêu đây? 45 độ. Được chưa? Thì là 45 độ này. Xong nhá, 45 độ. Được chưa? Góc này 45 độ. Ra chiều bị hói à? Chỉ có tóc bạc thôi chứ không hói. Được chưa? Đấy, từ đây mình suy ra nhá, là góc B phẩy BG thì bằng 45 độ. Xong chưa? Nào bây giờ mình tính cạnh nhá. Thì được biết là tam giác này là tam giác đều, đúng không? Biết AB phẩy thì anh chọn thằng này là 1 đi. Thằng A, thằng này bằng A, anh cho là 1 nhé. AB phẩy đâu? AB phẩy đây. Và BB phẩy là 1 đây đúng không? Thằng này là 1 nhé. CB phẩy, đây, CB phẩy đây, cũng bằng 1. Được chưa? Độ dài này 1. Thì từ đây mình suy ra. Nào, thằng này có độ dài là 1 nhé. Đúng không? Mà góc đây bằng 45 độ. Thì từ đây suy ra B phẩy G. Thì bằng bao nhiêu? Nào, thì bằng gì nhỉ? Thì bằng sin đúng không? Sin của 45 độ. Sin 45 độ thì bằng 1 trên căn 2 nhé. 1 trên căn 2. Ok chưa? Mình tính sin. Được chưa? Là B phẩy G thì bằng 1 trên căn 2. Thì từ đây suy ra là BG cũng là 1 trên căn 2. Được chưa? Bởi vì đây có góc vuông. Góc vuông đây nhá. Đấy, góc này bằng 45 độ. Góc này cũng bằng 45 độ. Được chưa? Bởi vì có một góc vuông. Một góc 45 độ thì suy ra tam giác này tam giác vuông cân. Tam giác B phẩy GB vuông cân. Được chưa? Bởi vì có một góc bằng vuông, một góc bằng 45 độ thì suy ra tam giác vuông cân. Ok chưa? Hiểu chưa? Câu này anh giải rất là kỹ nhá, câu hình giải rất là kỹ nhá. Cái gì đây? Sao quy về B phẩy á, nó song song MN. Đây. Em nhìn thấy MN song song với B phẩy chưa? Hiểu chưa? Anh sinh năm bao nhiêu? Anh 2K6 nhá. Xong chưa? Đấy, vậy từ đây. Từ đây nhá, các bạn sẽ suy ra BM. BM thì bằng bao nhiêu đây nhỉ? Nào. BM đúng không? Thì bằng là 3/2. Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái đây là trọng tâm nhá. Hiểu chưa? Đấy, BM. Mai để Hải Dương có giải không á? Có. Nào, BM bằng đây, bằng 3/2 BG. Xong chưa? BM bằng 3/2 BG. Vậy nó bằng 3/2 này. BG là bao nhiêu đây? Là 1 trên căn 2. Vậy chính là bằng bao nhiêu đây? Nó sẽ bằng là... Phải vừa mới tính đi. Bây giờ anh đêm rồi không nhẩm được nhé. 3 căn 2 trên 4 đúng không? 3 căn 2 trên 4. Hình đẹp quá, nhìn đau mắt. Hình bình thường mà có thể thôi. Được chưa? Nó bằng 3 căn 2 trên 4 nhé. Nhớ chưa? Hải Dương là thi sáng hay chiều ấy. Xong chưa? BM nhá, nó bằng là 3 căn 2 trên 4. Tí nữa anh sẽ cho các bạn tí bấm máy sau. Được chưa? Thì bằng thế này, nó sẽ bằng là căn 3 trên 2 lần BA đúng không? BA. Bởi vì cái cạnh này nó đều. Đều nhá, được chưa? Đều đúng không? H hình chữ nhật á, hình chữ nhật sao được? Đúng nhỉ? Bằng 3/2 AB nhá. Đấy. Được chưa? Vậy thì từ đây suy ra là AB thì sẽ bằng là 2 trên căn 3 BM. Vậy chính là bằng 2 trên căn 3 nhân với gì đây? Nào. 2 trên căn 3 nhá thì các bạn nhân cho anh là 3 căn 2 trên 4. Được chưa? Nào, bấm máy tính thôi. AB bao nhiêu đây? Không biết thi môn nào trước á. Các bạn ở Hải Dương không biết thi môn nào trước, 2 trên căn 3 này. Nhân với 3 căn 2 trên 4. Nó bằng là căn 6 trên 2 đúng không? Căn 6 trên 2. Vậy AB bằng căn 6 trên 2. Xong chưa? Được chưa? Thế thôi, bây giờ tính gì đây? Yêu cầu là tính thể tích của khối lăng trụ đúng không? Vậy V của ABC A phẩy, B phẩy, C phẩy thì sẽ bằng gì đây? Chiều cao
chiều cao là B'G. Đấy, nhân cho diện tích đáy là S của ABC. Vậy nó chính là bằng B'G. Nhân cho gì? Nhân cho AB bình nhân với căn 3 trên 4. Hiểu chưa? Bởi vì đáy là tam giác đều. Vậy B'G là bằng 1 trên căn 2. Nhân cho AB là bao nhiêu đây? Là căn 6 trên 2 bình. Và nhân cho căn 3 trên 4. Bởi máy tính thôi. 1 phần 2 nhé. Nhân với căn 6 trên 2. Nhân với căn 3 trên 4. Nó bằng là 3 căn 3 phần... Đúng không? 3 căn 3 phần 16. Được chưa? Ơ. À đây là... Bấm nhầm đúng không? Ba căn 16, à ba căn 6 trên 16 nhá. Chờ. Chiều thứ bảy văn, chiều chủ nhật toán à? Ở đấy thế bạn ấy bảo mai. Chiều mai Hải Dương thi xong toán á. Mai hay là thứ bảy hay chủ nhật? Thứ bảy hay chủ nhật đây? C đúng không? C. C nhá. Được chưa? C. Chiều mai Hưng Yên cũng thi toán á. Thật à? Nhưng mà mai là Hưng Yên thi đúng không? Anh cho em check cái 41 á. 41 lâu rồi mà. Để thế nào á, để này cũng bình thường thôi. Được chưa? Nói chung là chỉ mức này thôi. Khó quá, khó phải học cái 41 á. 44 nhá. Bấm lại cái 41 á, bấm lại làm gì? Nào, cái 44. Trong không gian OX, YZ cho mặt cầu S có tâm Y. Đấy, là 2, 1, 3. Qua điểm A, tọa độ là 031 kể các đường thẳng AM, AN, AP lần lượt tiếp xúc với mặt cầu S tại điểm MLP. Biết rằng AMLP là tứ diện đều. Đấy, tính diện tích của mặt cầu. Vậy công thức mặt cầu là gì? Nó chính là S thì bằng là 4pi R bình. Vậy các bạn phải tìm gì đây? Các bạn phải tìm ra bán kính. Được chưa? Các bạn phải tìm ra bán kính nhá. Đấy. Vậy thì bây giờ người ta cho biết là mặt cầu lấy tâm Y. Được chưa? Tâm Y nhá, mặt cầu đây. Đấy, mặt cầu tâm Y nhá. Ok chưa? Xong chưa nhỉ? Đi qua điểm A, kẻ các đường thẳng. Ờ thì cho điểm A đây đi. Chẳng hạn, được chưa? Được chưa? Kẻ các đường thẳng AM, AN tiếp xúc với mặt cầu tại các điểm là gì đây? MLP. Được chưa? Thì các bạn kẻ tiếp xúc nhá. Này đây. Đây, tiếp xúc này theo thứ tự nhá. M đây. Được chưa? Đấy, cho cắt tại đây đi. N đây. Đấy, điểm P thì nó sẽ cắt đây, cái vòng tròn này. Nhá đây. P cắt đây. Được chưa? Đấy, được chưa? Bây giờ yêu cầu là biết rằng AMLB là tứ diện đều. Đấy, tứ diện đều đây. Cái thằng này là một tứ diện đều nhá. Xong chưa? Tính diện tích. Ờ, tính diện tích ở. Anh giải hết đề. Hết đề luôn là một tận một đi. Một rưỡi. Ờ, một rưỡi cũng được, kệ đi. Nhá. Một rưỡi cũng được, kệ đi nhá. Được chưa? Nào. Đến đây các bạn hiểu chưa? Con vẽ được hình ra đã. Rồi nhá. Thế bây giờ mình sẽ phân tích này. Vẫn phải việt cốt à. Thôi cố lên nhá. Được chưa? Cố lên. Nào bây giờ các bạn sẽ suy luận nhá. Các bạn sẽ phân tích như nào đây? Để nó là tiếp xúc này. Ngủ muộn mà dậy sớm được á. Quen rồi nè. Tiếp xúc với mặt cầu S. Tâm Y. Cho điểm A đúng không? IA. Đây. Là tứ diện đều. Tứ diện đều. Vậy thì từ M đi, anh sẽ kẻ vuông góc lên đây nhá. Đây, IA đây. Thì từ M anh sẽ kẻ vuông góc lên đây. Được chưa? Thì đây vuông góc đây là hiệu H đi. Là hình chiếu vuông góc nhá. Ok chưa? Đấy, anh có like hàng ngày không á? Có. Được chưa? Nào bạn tính cho anh điểm IA này. IA nhá, IA là bao nhiêu đây?
IA tọa độ nhé, tính nhỉ, tọa độ mình nhỉ. Ở IA là âm 2 đúng không? Thằng này là 2 này, và thằng này là âm 2. Xong chưa? Vậy thì các bạn tính độ dài nhá, độ dài IA đi. Thì nó bằng căn của trừ 2 bình cộng với 2 bình và cộng với trừ 2 bình. Vậy nó bằng là căn 12 thì là 2 căn 3. Xong. Khóa 19K là khóa cao su ạ. Khóa cao su khác hoặc cấp tốc khác nhá, được chưa? Xong chưa? Nó bằng là 2 căn 3. Ok chưa nhỉ? Xong rồi đúng không? Tính diện tích mặt cầu. Bây giờ các bạn xác định được cái bán kính của mặt cầu đã. Được chưa? Đấy. Vậy thì bán kính của mặt cầu nó sẽ là gì? Nó sẽ là thằng này. Đây chính là bán kính mặt cầu nhá. Được chưa? Hoặc đây. Nó sẽ là điểm bán kính mặt cầu đây. Thì các bạn sẽ tìm cho anh cái độ dài IM là cái bán kính. Được chưa? Vậy để tìm được độ dài IM thì mình sẽ xác định nhá. Thứ nhất, mình xác định ngay là MH đó chính là gì? MH nó chính là bán kính mặt cầu ngoại tiếp của tam giác gì đây? Tam giác MPN. Được chưa? Nó chính là bán kính ngoại tiếp của tam giác này. Được chưa nhỉ? Được chưa? Đấy. Nhớ nhá, MH. Tôi suy ra là MH là bán kính. Được chưa? Mặt cầu ngoại tiếp. Ngoại tiếp tam giác MLP. Ok chưa nhỉ? Đấy, thì mình bây giờ mình cũng chưa biết cái độ dài nó đúng không? Mình cũng chưa biết độ dài của bán kính này. Thì anh gọi độ dài nó là x đi. Được chưa? Thằng này x nhá. Ok chưa? MLB là x nhá. Đấy, thì từ đây suy ra MH nó chính là trọng tâm đúng không? Trọng tâm thì cũng tức là gì? Là căn 3 trên 3. Đây, tam giác này. M nhá. Được chưa? N, P. Được chưa? Thì H nó chính là trọng tâm đây. Trọng tâm nhá. Được chưa? Đấy, trọng tâm thì nó bằng là cạnh là căn 3 trên 3 nhân 3. Đấy. Anh đấy để đâu á? Để các bạn cần thì gửi tí nữa anh gửi cho nhá. Căn 3 trên 3 x. Hiểu chưa? Bởi vì H là trọng tâm thì MH bằng căn 3 trên 3. Cạnh nhân căn 3 trên 3 nhá. Thì cạnh này là x này. Được chưa? Ok chưa nhỉ? Rồi đúng không? Thì bây giờ anh sẽ phân tích cái chỗ này ra cho bạn. Anh chiếu cái hình người ta nhé, cho bạn dễ nhìn nhé. Đây. Thời gian này có file đề hết rồi mà. Được chưa? Đây nhá, điểm M đây. I đây. A đây. Đúng không? Đây vuông đây. Điểm H đây, đúng nhỉ? Thì được biết là MA là cạnh MX nhá. Được chưa? MA là cạnh MX đấy. Ok chưa? Thì đều lên là MA là X. Thế bây giờ các bạn sẽ tính cho anh. Nào, tính kiểu gì đây? Được biết là IA mình vừa tìm được đây là 2 căn 3. Thằng này bằng 2 căn 3 rồi. Đúng không? MH thì bằng là căn 3 trên 3. Đấy, thì có tính được không? Có tính được AH không? Tính được không nhỉ? Tính được. Đúng không? Thì áp dụng theo Pygo. Vậy AH thì bằng gì đây? Nó sẽ bằng căn của AH nhá. Nó sẽ bằng căn của gì đây? AM bình trừ cho MH bình. Được chưa? Vậy AH thì bằng gì đây? AH thì mình à đâu? AM đúng không? AM thì là x bình trừ cho gì đây? Trừ cho căn 3 trên 3x tất cả bình. Vậy thằng này 1 trừ 1 trên 3 thì bằng căn 2 trên 3, tức là bằng căn 6 trên 3 x. Xong chưa? Nó bằng căn 6 trên 3x. Được chưa? Tới đây thì mình áp dụng hệ thức lượng nhé. Hệ thức lượng này, chiều cao nhân cạnh huyền thì bằng độ dài hai cạnh góc vuông. Được chưa? Thì nó bằng gì đây nhỉ? Từ đây mình suy ra là gì? Đó chính là M đúng không? MA bình. Thì sẽ bằng gì đây? Độ dài nhá, được chưa? Là bằng AH nhân cho HI. Được chưa? Chụp câu 42 nhá. Tí nữa nhá, tí nữa chụp cho. Được chưa? Nó sẽ bằng là AH đúng không? Nhân cho gì đây? Nhân cho AI. Xong chưa? Vậy thì AH mình vừa tìm được đây là bao nhiêu đây? Là căn 6 trên 3 x. Nhân cho AI là bằng 2 căn 3. Vậy vừa mới tính nhá. Nào. Căn 6 trên 3 nhân với 2 căn 3 nó bằng là bao nhiêu đây? 2 căn 2. Được chưa? Đấy, 2 căn 2 nhá. Đấy, 2 căn 2 đúng không? X đây là MA bình.
thì bằng là 2 căn 2x. Xong chưa? Thì MA mình chưa biết đúng không? MA nó chính là x bình. Thì bằng là 2 căn 2x. Các bạn chia cả hai vế cho x thì anh được là x nó sẽ bằng là 2 căn 2. Đấy, được chưa? X bằng 2 căn 2 đúng không? Vậy đây chính là 2 căn 2. Đấy, đây cũng là 2 căn 2. Đúng không? Thì đây chính là 2 căn 2. Xong chưa? Thì bây giờ mình có tìm được MI không? Có tìm được thằng này không? Thằng này thì mình áp dụng gì? Áp dụng theo Pythagore. Đúng không? Áp dụng theo Pythagore. Nào, Pythagore nhá. IM bình thì bằng thế này, bằng căn của IA bình trừ cho AM bình. Vậy IA bao nhiêu đây? IA là 2 căn 3 bình trừ cho AM là 2 căn 2 bình. Vậy bao nhiêu nhỉ? Nào, 2 căn 3 là bao nhiêu đây? 2 căn 3 là 12 đúng không? 12 bình trừ cho 8 bình. Bởi máy tính cơ nhá. À đâu, 12 trừ 8 thôi đúng không? Bằng 2. IM bằng 2. Được chưa? Vậy thì S nó bằng là 4pi nhân 2 bình. 16pi nhá. Đi. Câu 48 tích phân anh Caso được không á? Không. Câu đấy không bấm được đâu anh em ạ. Câu đấy không bấm được đâu các bạn ơi. Câu này là câu chống Caso nhá. Khóa 199 làm sao là cấp tốc nhá. Câu này đúng không? Em hỏi câu này đúng không? Câu này trúng Caso nhá. Câu này trúng Caso bởi vì đây cái cho là số hữu tỉ mà. Đúng không? Nếu mà cho số nguyên thì bấm được, nhưng mà đây là số hữu tỉ. Không bấm được nhá. Em chụp với à. Đây câu 4 này. Số hữu tỉ không bấm được đâu. Tư vấn khoa học đi à, tí nữa nhá. Chưa? Đây, xong nhé. Loga dài dài nhé. Loga dài đâu. Em Caso mà không ra á. Câu này á. Câu này cũng chống Caso mà. Câu này cũng chống Caso hết. Nói chung là đề này chống Caso mà. Câu 45 nhé. Câu 45 nè. Được chưa? Câu 45. Nói chung là cái đề này ấy. Ờ, anh nghĩ là xem đã. Xem bao nhiêu câu bấm được nhé. 1 này, 2, 3, 4. Đúng không? 4 nhá, 5 này, 6, 7. 7 câu nhá. 10 câu cuối thì bấm được 7 câu. 10 câu cuối thì bấm được 7 câu. Được chưa? Câu mà tính loga á. À, câu đấy bấm được mà. Câu 45 nhá, câu 45. Một vật trang trí, đọc kỹ này. Một vật trang trí tròn xoay được tạo thành khi quay miền hình thang là ABCD. Có hai đáy AB và DC quanh trục AD. Được chưa? Biết rằng DAB thì bằng ADC, ADC nhá. Thì bằng 90 độ, AB bằng 1. Đây là hình thang đúng không? Các bạn sẽ vẽ hình thang cho anh. Đấy nhá, vẽ hình thang thôi, được chưa? Vẽ hình thang ra. Đấy, được chưa? Đây, A đây. B nhá. Được chưa? C, D. Được biết là AB đúng không? Bằng 1. Đây, 1 đi. Cạnh này bằng 1 nhá. Được chưa? DC thì bằng là 3. Cạnh này 3. Thế tức là thằng 1 đúng không? Thằng này bằng 2. Anh gọi cạnh này là bằng E đi, chẳng hạn đi. Rút sạc thằng lổ chết đấy. Được chưa? Xong chưa? Đấy, thế bây giờ mình sẽ phân tích nhá. Tính thể tích của vật tròn xoay khi quay cạnh bao nhiêu đây? Khi quay quanh trục AD đúng không? Tức là khi quay quanh đây. Thể tích chỗ này. Đấy, nó kiểu dạng như này. Đúng không? Kiểu này. Đấy, thì bây giờ mình tính thể tích nhá. Không ngủ à? Anh có dạy các bạn đấy không? Nào. Các bạn đi phân tích nhá. Thì thằng này là 1 đúng không? Thì thằng này cũng là 1. Được chưa? Thằng này cũng là 1. Đấy, mình áp dụng Pythagore nhá. Nào, Pythagore. Thì thằng này bằng bao nhiêu đây? Pythagore thì thằng này bằng căn 5. Đúng nhỉ? 1 bình cộng 2 bình thì bằng 5. Thì Pythagore là căn 5. Xong chưa?
Đấy, bây giờ yêu cầu là tính thể tích tròn xoay. Thì mà khi mà các bạn quay quanh cái cạnh này ấy, thì có phải các bạn thấy là nó là tạo ra gì đây? Nó sẽ tạo ra một hình nón đúng không? Hình nón cụt. Hiểu chưa? Đây, cái phần này là phần thân hình nón này. Đây, em tưởng tượng ra nhé. Đây, thì có phải là mất mất cái đầu đúng không? Thì gọi là hình nón cụt. Vậy thì công thức tính thể tích của nón cụt là gì? V nón cụt nhá. Thì bằng gì đây? Câu này chắc là mất 2 giây thôi. Là V nón cụt bằng gì? Bằng 1 phần 3 Pi. Được chưa? Nhân với H. Nhân với gì? Nhân với R bình. Cộng với R nhỏ bình. Cộng với L lớn nhân R nhỏ. Các bạn áp dụng đúng công thức này thôi. Thực ra là mất đúng một dòng. Được chưa? Đấy, vậy nó bằng gì đây? Nó sẽ bằng là 1 phần 3 Pi. Chiều cao là bao nhiêu đây? Chiều cao là 1. Đúng không? Chiều cao là 1. Nhân với R lớn. R lớn là bán kính. Đúng không? Bán kính là bao nhiêu đây? Bán kính của thằng này là mấy? Là 3. Đúng không? Bán kính đáy lớn nhá. Thì là 3 bình. Cộng R nhỏ là bao nhiêu đây? Bán kính đáy nhỏ là 1 bình. Cộng với 3 nhân 1. Vậy sẽ là bằng Pi trên 3. Nhân là như này, 9 cộng 1 cộng 3. 9 cộng 1 3 là bao nhiêu? 13 trên 3. Thế thôi. Bấm máy tính nhá. Không nhớ công thức thì chịu đấy. 13,6. Ngắn không? Các bạn thấy ngắn không? Nhìn rất là khó đúng không? Nhưng mà thực ra rất là dễ. Thấy dễ không? Đấy, câu thế này thôi. Câu 9 điểm thế này thôi. Câu 4 năm là câu 9 điểm đúng không? Câu 9 điểm chỉ thế này thôi. Có một dòng thôi mà. Đúng một công thức thôi nhá. Đúng một công thức thôi. Đúng công thức thôi mà. Chưa? Không từng công thức có ra không á? Không ra. Đây là công thức gì đây? Công thức về V của nón cụt nhá. Các bạn ghi chép lại. Chưa? V của nón cụt. R lớn là gì? R lớn là bán kính đáy lớn. R nhỏ bán kính đáy nhỏ. R lớn bình cộng R nhỏ bình cộng với R lớn nhân R nhỏ. Người ta cho BC làm gì ạ? Thì ra cho thừa. Chờ, tiếp nhá. Người ta cho hai cái này để mình biết là vuông thôi. Người cho hai này biết vuông thôi. Người cho này hơi thừa đúng không? Anh thì nghĩ là thừa. Cho này thừa vậy. Câu 46 nè. Phải là căn chứ. Sao lại căn được? Sao lại căn? Em lại nhầm với chóp, chóp cụt à? Hình chóp mới là căn nhá. Đây là lón cơ mà. Không phải chóp đâu. Câu 46 nhá. Nhà 46. Xét các số thực xy thỏa mãn là x lớn 1 phần 2. Y nằm trong khoảng từ 0 đến 2 căn 2. Khi đó biểu thức 7x cộng 9y đạt giá trị nhỏ nhất. Thì giá trị biểu thức 12y trừ 4x thuộc khoảng nào sau đây? Đấy. Anh ngọng lờ. Thôi đừng có bắt bẻ. Câu này em mà phân tích ấy, thì nó rất là dài. Anh nói thật, câu này phân tích thì khá là dài. Thế nên là mình sẽ bấm máy tính nhá. Được chưa? Bấm máy tính, đúng không? Bấm máy tính nhá. Nào. Câu này anh dạy trên TikTok đúng không? Anh đang TikTok rồi nhá. Các bạn nhập hết biểu thức vào là 1 cộng với 1 trừ xy. Được chưa? Nhân với loga cơ số 4 của xy. Đấy, cộng cho x. Cộng cho x bình này. Nhân với loga cơ số 2 của x cộng 1 bằng loga cơ số x bình trừ xy cộng 3 của 2. Được chưa? Nào, shift zone nhá. Các bạn cho x bằng 100. Đấy, thôi bạn tìm y. Câu này bấm máy chắc là mất bao nhiêu giây nhỉ? Câu này câu 9 điểm đúng không? Bấm máy thì anh nghĩ là chắc là mất 40 giây thôi. Đấy. Được chưa? Nào, x 100 nhá. Y một giá trị bất kỳ này. Cho là 6 chẳng hạn. Nó bằng là 100,01 đúng không? 100,01 nhá. Được chưa? Nó bằng là 10.000. Đấy. Thì thật câu loga nó không ăn được. Em xem đề năm ngoái chưa? Năm ngoái anh dạy 2K5 đây. Năm ngoái anh dạy 2K5 cái câu 9 điểm bấm máy loga đây. Đấy, các bạn 2K5 học anh năm ngoái bấm đi thi tận trúng cái câu đấy.
chưa? Đây y nhá. Nó sẽ bằng là 10.000 cộng với 1 đúng không? Trên cho 100. Vậy tức là bao nhiêu đây? Tức là x bình cộng với 1 trên cho x. Đấy, xong rồi. Bây giờ yêu cầu là giá trị này đặt giá trị nhỏ nhất đúng không? Thì giá trị biểu thức là bao nhiêu? Được chưa? Đấy, đặt giá trị nhỏ nhất là nhiêu? Nào. Các bạn xem đặt giá trị nhỏ nhất nhá. Được chưa? 7x. Được chưa? Cộng với 9y. Các bạn thay vào đây. Đấy. Ngày xưa anh học chuyên là không, anh học trình bình thường thôi. Nó bằng bao nhiêu này? 7x này cộng với 9 x bình cộng 9 này trên cho x. Được chưa? Tới đây thì mình sẽ áp dụng AMGM đi nhá. Anh nghĩ là áp dụng AMGM thì hợp lý hơn này. Thì nó sẽ là 7x này cộng với 9x này cộng với 9 trên x. 7x cộng 9x là bằng 16x cộng 9 trên x. Tới đây mình áp dụng AMGM nhá. Hoặc là các bạn thay bổ cũng được. Cái chỗ này các em thay bổ cũng được. Nhưng mà anh hướng dẫn thêm các bạn bản chất nữa cho bạn hiểu sâu hơn thôi. Được chưa? AMGM nhá. Được chưa? Nó sẽ lớn bằng đây. 2 lần căn của 16x nhân gì đây? Nè. Đấy. Được chưa? Là nhân lên đây là nhân với 9 trên x này. Năm ngoái hổng, năm nay. Năm ngoái ai bảo tí? Năm ngoái bấm được mợ không được bấm. Chứng tỏ bạn này không biết bấm đúng không? Nó bằng như này, nó bằng 2 nhân bao nhiêu đi à? Căn thằng này đi nhá, là bằng căn căn của 6, căn 16 bằng 4, căn này 3 nè, 4 này bằng mấy nhỉ? Căn nhá, bấm máy tính lên nhá. Nói chung là đêm rồi anh não chậm đấy, 12 đúng không? Nó 24. Xong chưa? Đấy, nhưng mà cái này không quan trọng nhá, dấu bằng xảy ra. Dấu bằng xảy ra khi nào? Khi là 16x thì bằng là 9 mũ x. Được chưa? Quy đồng lên thì anh được là x bình thì bằng là 9 phần 16. Vậy mình căn ra thì x bằng 3 phần 4. Được chưa? X bằng 3 phần 4. Thì được biết là y thì bằng là x bình cộng 1 trên x. Thì các bạn thấy x vào đây này. Tìm y nhá. Nè. X bình cộng 1 này trên x. Can thì đây. Can 3 chia 4. Nói chung là năm nào cũng bấm được. Quan trọng là các bạn tư duy như nào thôi. Các bạn tư duy như nào các bạn bấm thôi. Nó bằng là 25 phần 12 nhé. 25 phần 12. Yêu cầu tính giá trị là 12y trừ 4x. Đấy, 12y trừ 4x. Hai năm chia 12 đúng không? 3 chia 4. 22. 22 nhé. À. 22. Anh ơi, câu 8 cộng thì ôn những dạng nào á? 8 cộng thì nói chung là hôm sau thì anh sẽ nói sau nhá. 570 được không á? Không được. Được chưa? Hai căn 16 ở đâu thế? Trời ơi, cái này là AMGM nhá. Bất đẳng thức AMGM. Được chưa? Bất đẳng thức AMGM. Em bấm ra số xấu á, thế là do em bấm rồi. Ra số đẹp à? Coi giải mấy câu cuối lỗ lão luôn á. Dễ mà, cái này bấm máy tính rất dễ. Bấm máy tính rất dễ. Cosin mà anh, cosin với AMGM khác gì nhau đâu. Khác gì nhau đâu, trời ơi. Cosin với AMGM khác gì nhau đâu. Chống ca sô thì bấm làm sao được anh? Ờ ok nhá, được chưa? Đấy, có bạn bảo anh chống chống ca sô đúng không? Được chưa? Đấy, như câu 48 nhá. Câu này là câu chống ca sô đúng không? Bởi vì là tích phân ba ẩn mà. Đấy, bạn vào chống ca sô nhá. Thì ca sô sao được là ok. Đấy, tại vì cái câu này đúng không? Cái câu 48 ấy thật sự là đúng là chống ca sô thật. Bởi vì là nó cho ba cái số ẩn này là số hữu tỉ. Đúng không? Đấy, được chưa? Câu 48 ấy ba ẩn là chống đúng không? Được chưa? Đấy. Ba ẩn này nó ba ẩn đúng không là số hữu tỉ, nó chống ca sô thật. Thì lên là anh sẽ vứt mấy cái tính ca sô đi nhá. Được chưa? Vứt mấy tính ca sô đi. Không bấm nữa nhá. Được chưa? Đấy, không bấm nữa. Thì tại vì là nó chống ca sô đúng không? Thì nên anh sẽ dùng Vilacan nhá. Được chưa? Được chưa? Bộ chỉ chống ca sô thôi. Chứ còn bộ không chống Vilacan nhá. Đấy. Bộ không chống Vilacan. Được chưa? Bộ chống ca sô thôi chứ không chống Vilacan. Đấy, mình dùng Vilacan nhá. Nào, dùng Vilacan. Đấy, các bạn sẽ bấm cho anh cái này nhé. Được chưa? Dùng Vilacan.
Milakan đúng không? Là bao nhiêu đây? Là 1 trên E. Ok chưa? Đấy, có E này. Nhá. Thằng này E đúng không? Vậy tức là bao nhiêu đây? Loga cơ số E bình của X. Tất cả X. Được chưa? Đấy. Ok chưa? Bình này. Bằng phát nhá. Đấy, Vilakan là gì à? Vilakan cũng là máy tính thôi. Tại vì là bộ chống ASO nên mình dùng Vilakan. Không chống được. Nhá, lưu vào A này. Đấy, tích phân ba ẩn anh dạy suốt rồi. Được chưa? A này. Nó sẽ bằng gì đây? Nó sẽ bằng là AE cộng với B trên E cộng C. Đấy, được chưa? Thế bây giờ anh sẽ làm gì đây? Anh sẽ chuyển B sang. Chuyển hết sang nhá. Thì anh được là A trừ cho B trên C trừ cho à, B trên E chia cho E thì bằng A. Mình rút ra A nhé. Thấy chưa? Đấy, thì bây giờ mình sẽ chuyển thôi. Bây giờ sẽ có B là gì? B là in của x trên 10. Được chưa? C là x trừ 10 in của 10. Nhá. Đấy, giới thiệu các bạn cái skin được chưa? Cái câu này là câu skin trong cái khóa Caso vận dụng cao của anh nhá. Đấy, trong cái khóa Caso vận dụng cao của anh. Đấy, bấm đây. Nhập vào nhá. Menu 8. Được chưa? Nhập biểu thức vào đúng không? Nhập vào thì A lớn này. A lớn nhá. Trừ thế đây. In đúng không? In của x trên 10. Được chưa? Trên cho E. Đấy, được chưa? Ờ, trừ cho C đúng không? Là x trừ 10 in của x trên 10. Xong chưa? Đấy, trên cho E. Nhá. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ 10. Kết thúc là bao nhiêu? 55 đi chẳng hạn. Hay 54 đi chẳng hạn. Đấy, bước nhảy là 1. Được chưa? Đấy, in là gì? Đấy, in là gì nó mới hay đúng không? Cái câu này là câu độc quyền trong cái khóa Caso của anh nhá. Được chưa? Đấy, bạn nào trong cái khóa Caso của anh thì câu này rất là dễ. In là gì á? In là số nguyên nhá. In là số nguyên. Được chưa? Bây giờ mình sẽ xem số nào đẹp thì lấy nhá. Số nào đẹp thì lấy. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Nhìn cái số này đẹp chưa? Nhìn thấy số này đẹp chưa? Đây. Tạ x bằng 30 thì số này rất là đẹp. Đấy. Tạ x bằng 30 thì cái fx nó bằng là trừ 0,333. Được chưa? Nhìn chưa? Trừ 0,33. Đấy. Thế thôi bấm thôi. Trừ 0,33. Trừ 1/3. Thì tức là A bằng gì? A bằng fx đúng không? Thì bằng trừ 1/3 thôi. Đấy. Thế giờ x bằng 30 các bạn thay ở đây. Các bạn tìm B. B bằng gì? Bằng in của 30 trên 10. Đấy, 30 trên 10 bằng 3. Vậy C thay vào thì bằng bằng 0. Đúng chưa? Vậy A bằng 1 trừ 1/3. C bằng 0 và B bằng 3. Bấm máy tính nhá. Đấy. Nào, 4A bình cộng với B ngũ 3 cộng với cả cái này nhá. Thì là 4A bình này cộng với B ngũ 3 cộng với C bình. Được chưa? Can nhá. Trừ 1 chia 3 này. B là 3 này. Và C là 0 này. Bao nhiêu đây? 27,4. Đáp gì đây nhỉ? Đáp B nhá. Được chưa? Lại là 0 á, là chỗ nào? Khoai thật á, dễ đúng không? Đấy. Bạn nào mà học trong cái khóa Caso của anh ấy thì cái câu này ấy, bấm một phát một thôi. Đây anh vừa đăng trên đây nhá. Được chưa? Đăng hướng dẫn vào máy tính này. Nhìn chưa? Hướng dẫn vào máy tính nhá. Các bạn xem lại đây, anh vừa đăng ấy. Đây, đăng cách bấm nhá. Câu này đây. Ok chưa? Được chưa? Các bạn có thể xem lại trên TikTok của anh ấy. TikTok anh vừa đăng ấy. Anh chỉ sờ test lớn hơn 29 được không ạ? À, test 29 à. Đây nhá. Shift này, menu này. Xuống đây đúng không? Chọn bảng giá trị nhá, chọn là 1. Đấy, xong em chọn là 1. Đấy, em biết rồi. Được chưa? 46 chỗ dòng đầu tiên là sao á? Trời ơi, vào sau rồi. Được chưa? Tiếp nhá. Bạn nào muốn đăng ký khóa Caso vận dụng cao các bạn IB cho anh nhá. Đấy, cho bạn xem các skin.
Anh thử làm câu tích phân tự giác Doraemon ra. Doraemon ra. Chưa? Tiếp nhá. Câu số phức này. Câu số phức thì cũng là chống Gaso đúng không? 47 Gaso ác đúng rồi. Bạn nào học Gaso cái câu này của anh ấy thì câu này bấm ác. Đúng không? Đấy, câu này bấm ác, được chưa? Nhưng mà câu 47 anh sẽ hướng các bạn bản chất nhá. Đấy, 47 bản chất như sau đây. Nào, phân tích này. Nhá, nào phân tích. Bây giờ người cho là module của Z. Đấy. Module của VKF bằng module của Z trừ VKF. Nó khoai á, ừ khoai á, khoai đâu? Khoai ngoài chợ. Câu này chắc là khoai ngoài chợ đúng không? Câu này chắc là khoai ngoài chợ thôi nhỉ. Được chưa? Vừa ở tay vừa ở máy đây nhá. Câu này khoai ngoài chợ. Aquaman à? Aquaman làm gì? Aquaman làm gì cho mất thời gian ra đúng không? Đấy. Thì anh sẽ hứa theo bản chất nhá. Được chưa? Bây giờ các bạn sẽ phân tích cho anh này. Cái thằng biểu thức này T nhá, T. Đấy, câu này chắc là mấy dòng nhỉ? Hai dòng thôi nhá. Hai dòng thôi. Đấy, câu vận dụng cao thì đúng hai dòng thôi bản chất nhá. Đúng hai dòng thôi. Được chưa? Nghe kỹ à, hiểu các bạn hiểu bản chất là sẽ đây. Đây là T bằng gì đây? Bằng Z trừ Y nhân V kép ngang. Nó sẽ bé là bằng gì? Công thức nhá. Công thức là gì? Là Z đúng không? Được chưa? Z1 cộng Z2. Được chưa? Hoặc là trừ nhá. Cái công thức này anh cho rất là lâu rồi. Được chưa? Đấy, nó sẽ bé là bằng gì đây? Module của Z1. Được chưa? Cộng với module Z2. Đấy, được chưa? Và nó sẽ bằng là module của Z1 trừ cho module Z2. Được chưa? Thì bây giờ mình áp dụng vào bất đẳng thức nhá. Thì bằng là module của VKF cộng với module của trừ Y VKF. Mà module của VKF thì bằng gì đây? À, Z thì bằng gì đây? Bằng 2. Thằng này bằng mấy đây? Đề cho là mấy? Đề cho là 2. Vậy 2 cộng 2 bằng 4. Đúng một dòng không? Đây một dòng nhá. Vậy max bằng 4. Xong. Ok chưa? Max bằng 4. Được chưa? Ok chưa? Đấy, xong đúng max bằng 4 chưa? Đúng một dòng chưa? Một dòng chưa các bạn? Một dòng ra max nhá. Được chưa? Nào, bây giờ một dòng ra min. Đấy, một dòng ra min nhá. Một dòng ra min. Vậy anh có T thì bằng là module của Z trừ cho Y V kép đúng không? Vậy thì cái thằng này là sao đây? Luôn lớn bằng 0. Vậy dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi nào đây? Khi là Z thì bằng là Y V kép ngang. Z mà bằng Y V kép ngang đã thay đây thì tôi suy ra min bằng 0. Tức là T bằng 0. Đấy. Được chưa? Vậy min bằng 0, max bằng 4. Vậy thì 4 bình trừ cho 0 bình bằng mấy? Bằng mấy? Bằng mấy đây? Được chưa? Học được quá nhiều thứ của anh á. Đúng hai dòng các bạn. Đúng hai dòng chưa? Học được quá nhiều thứ. Thế thôi, câu này câu 9 điểm đúng không? Đấy, câu 9 điểm thôi nha. Xem lại thì không ngắt được. Anh để kiểu tóc gì thế? Đây để cái tóc gì? Anh cắt đầu cua. Tóc gì? Nào, bản chất của 48 á, bản chất 48 nó dài lắm ấy. Đấy nhá, đây là bản chất nhá. Đây là bản chất thôi, suy ra từ bất đẳng thức thôi. Sao IM lại bằng 2 á? Đề cho đây. Đề cho là module của VKF đây. Module VKF bằng 2 đây. Thì module của trừ Y bằng 1 rồi. Thì module của VKF ngang bằng 2 mà. Đề cho mà. Được chưa? Đề cho nhá. Cái này đề cho mà. Đúng không? Khóa cấp tốc anh giờ nào á. Được mà. Câu 48 kia thầy à, câu 48 thầy kia khen ai bấm cấp tốc ai. Ừ. Câu 48 ca sô anh bấm rồi mà. Anh vừa hướng dẫn bấm xong đúng không? Bạn nào muốn đăng ký khóa cấp tốc thì IB cho anh nhá. Đấy. Bản chất hệ thừa. Câu 49 nhá. Câu 49 đúng không? Đấy, câu 49 nhá. Được chưa? Bạn nào muốn các bạn muốn muốn biết cách bấm máy cái câu 47 nhá thì các bạn lạp VIP nhá, được chưa? Đấy, câu 47 anh hướng dẫn các bạn theo truy hồi nhá. Câu 47 này hướng dẫn các bạn bấm máy theo truy hồi rất là ra nhanh. Được chưa? Câu 49 này.
sơ đồ về mất 20 giây à? Ừ, chắc là thế. Câu này đúng 20 giây không? Ừ, đúng 20 giây thôi nhá. Câu 49 thì mấy bao nhiêu giây nhỉ? Nào, viết là bao nhiêu á? 190k thôi. 190k học được rất là nhiều kiến thức nhá. Đây, được chưa? Vô 49 này. Bao nhiêu giây nhỉ? Đúng 20 giây đúng không? Đúng 20 giây thôi. Các bạn lập viết là 190k là xong nhá. Đây, đúng 20 giây nhá. 20 giây, được chưa? Tiếp tục hướng dẫn câu vận dụng cao tiếp. Bây giờ các bạn sẽ tư duy một chút này. Là để cái phương trình này có đúng hai điểm cực trị, em cho f phẩy bằng 0. Đấy. Bấm máy là anh dạy các bạn tư duy nhá. Được chưa? Anh dạy các bạn tư duy chứ không phải là anh dạy các bạn bấm vớ vẩn. Ờ xong cái công thức linh tinh đâu nhá. Mà anh dạy các bạn là theo tư duy, được chưa? Thì bây giờ anh cho là f phẩy bằng 0. F phẩy bằng 0 đúng không? Thì cái phương trình này sẽ bằng 0. Phương trình bằng 0 thì mấy nghiệm? Là x bằng mấy? X bằng 1 đúng không? 1 và x bằng âm 4. Đấy, được chưa? X bằng 1 là x bằng âm 4 nhá. Xong rồi đúng không? Thế bây giờ mình sẽ xử lý cái thằng hợp này. Thì anh cho m bằng 100. Thế thôi, cô xin la nhá, được chưa? Gì đây? Dùng Vilacan, đúng nhỉ? Dùng Vilacan vẽ sơ đồ về. Dùng Vilacan nhá, đúng một cái sơ đồ thôi, được chưa? Nào nhập vào menu 8. X của 3 cộng 3x bình. Thay m 100 vào đây. Bắt đầu từ đâu? Trên khoảng là từ trừ 4 đến trừ 1. Bước nhảy là mấy? Là 1. Đây, xem nha. Thằng này bắt đầu từ bao nhiêu rồi? Trừ 116. Đấy, nó đang đi lên nhá. Đi lên bao nhiêu đây? Đi lên bao nhiêu đây? Đi lên đến trừ 96. Đấy, trừ 96. Sau nó đi xuống đến bao nhiêu đây? Đi xuống đến trừ 98. Thế thôi. Xong chưa? Xong nhá, vẽ máy tính xong. Đến đây xong chưa các bạn? Đến đây chưa? Xong rồi nhá. Nào, xong rồi đúng không? Thế giờ trừ 116 thì nó bằng là trừ 100 trừ 16. Ban đầu mình cho m 100 thì nó bằng là trừ m trừ 16. Trừ 96 thì bằng là trừ 100 cộng 14. Thì mà m này nó bằng là trừ m cộng 4. Trừ 98 thì bằng là trừ 100 cộng 2. Thì có phải là bằng là trừ m cộng 2 không? Đấy, mình vẽ lại sơ đồ nhá. Đây, nó sẽ là trừ m trừ 16 đây. Đi lên đến thì đây, đi lên đến 4 trừ m. Sau này đi xuống đến 2 trừ m. Thế thôi em cho cắt nghiệm nhá. Được chưa? Yêu cầu đề bài là gì? Là có một điểm cực trị. Thì cắt đúng một điểm. Đấy, cắt đúng một điểm đấy nhá. Nhớ chưa? Để nó cắt đúng một điểm thôi. Được chưa nhỉ? Thì nó sẽ rơi vào trường hợp nào? Trường hợp này đúng không? Được không? Được. Đúng không? Hay được nhá. Được chưa? Nó rơi vào trường hợp này không? Được. Đúng nhỉ? Đấy, vậy từ đây anh sẽ có ngay là gì? Là m đúng không? Trừ 16. Trừ m trừ 16 phải làm sao? Phải lớn bằng 1. Được chưa? Thì đúng có một cực trị không? Em hiểu không? Đây nhá. Đây. Em hiểu chưa? Thì tức là cái thằng này này, cái thằng 1 với thằng trừ 4 này này, nó phải nằm dưới này này. Thì tức là cái thằng trừ 16 phải lớn hơn này, thì bằng 1. Đây, có biết là có một cực trị sẵn rồi. Đây, chưa? Hiểu chưa? Và gì đây? Nào. Và thằng 2, đúng không? Và thằng 4 trừ m phải làm sao đây? Phải bé là bằng âm 4. Hiểu chưa? Hiểu chưa bạn? Hiểu chưa? Đấy. Thế thôi, phải tương đương. Là gì? Tương đương nhá. Tương đương nhá, m sẽ làm sao đây? Ờ, chuyển ra đây là 17 thì m sẽ bé là bằng trừ 17. Hoặc nhá, đấy. Là chuyển ra đây là trừ 8 thì m sẽ lớn bằng 8, đúng không? Thôi. Ok chưa? Đấy thì bao nhiêu giá trị nhỉ? Tính từ trừ 20 nhá. Trừ 19 này, trừ 17 là 18 này. Tính từ 8 này cho đến 20. Thì thằng này là bằng 4 giá trị này. Thằng này là bao nhiêu nhỉ? 13. 4 cộng với 13 là 17 nhá. Đấy. Câu này dễ đúng không? Mềm đúng không? Sao lại ra 1 ạ? Đây nhá, vẽ lại chưa? Đây, vẽ lại cái đồ thị này là sẽ hiểu ngay. Đây nhá. Đây là cái thằng trừ m đúng không? Trừ 16 đây. Được chưa? 4 trừ m đây. Đây là 2 trừ m nhá. Đấy, các bạn chỉ nghe kỹ vào. Thì các bạn hiểu được. Thì các bạn mới thấy anh dạy hay được đây nhá. Thì yêu cầu là có một cực trị. Thì thằng này đã có sẵn là một cực trị rồi. Hiểu chưa? Đây nó là một cực trị nhá.
Nghe kỹ này. Đây là một câu chuyện này. Thì bây giờ nó có phương trình là gì? Phương trình là x bằng 1 và x bằng âm 4. Thì em sẽ cho cắt tại đây. Đấy, cắt tại đây. Thì nó không có cực trị đúng không? Cắt tại đây nữa. Đây. Nó sẽ rơi vào trường hợp là trừ 4 và 1 đây. Trừ 4 và 1 đây. Hiểu chưa? Hiểu chưa nhỉ? Hiểu chưa? Thì đây là một cực trị sẵn rồi. Thì nó phải cắt ngoài hai cái trường hợp ra. Cắt ngoài ra thì nó mới không có cực trị. Hiểu không? Hiểu chưa? Đây là bây yêu cầu là đúng một cực trị mà. Thì cắt ngoài đây. Cho khoảng từ trừ 4 đến 1, trừ 1 làm gì á? Trời ơi. Lại cho khoảng đấy để làm gì? Cho khoảng đấy để phân tích ra cái nghiệm này chứ làm gì em? Đấy, hiểu chưa? Đúng rồi, sơ đồ V nhá. Đấy. Sơ đồ V kết hợp mấy bấm máy tính rất là nhanh. Được chưa? Bạn nào muốn học thêm nhiều skill thì các bạn lập VIP nhá. Được chưa? Đấy, khóa VIP chỉ là 190k nhá. Lập VIP nhá. Đúng nhỉ? Câu số 50, câu cuối cùng. Câu cuối cùng của đề nhá. Anh ơi, cái M trừ 16 không có bằng 1 chứ? Được chứ, bằng chứ sao? Bằng được nhá. Bởi vì đây là khoảng. Em hiểu chưa? Người ta cho khoảng, tức là tại x bằng âm 4 này này, thì đây là khoảng. Bằng được nhá. Bằng được bởi vì đây là khoảng. Còn nếu là đoạn thì không bằng được. Thấy chưa? Khoảng thì nó chỉ chạm vào thôi, nên là lấy đâu bằng được. Hiểu chưa? Casio bao nhiêu á? 190k. Khóa cấp tốc là 190k. Mà khóa Casio là 190k nhá. Được chưa? Bạn nào mới đăng ký combo ấy thì là 349k nhá. Được chưa? Combo là 349k nhá. Nào, câu 50, câu cuối cùng. 50 Casio sao á? Ok, tí nữa nhá. Nào, hướng dẫn sau. Được chưa? 50 đã phân tích ạ. Lên đăng ký khóa nào á? IB anh tư vấn cho nhá. Câu 50 này. Trong không gian OXZ VIP nào? VIP là anh dạy online nhá. Ưu đãi không ngắt đấy, ưu đãi đấy là combo là 340k. Combo là nghĩa là 400k đúng không? Thì còn 340k. Được chưa? Nào câu 50 này. Câu 50 nhá. Học khung giờ nào á? Học buổi tối. Lúc 9 giờ nhá. Nào. Lúc 8 rưỡi và 9 giờ. Giải thích 2 gì? Câu 50 nhá, lúc còn lại đi ngủ ấy. Đi ngủ không mệt các bạn. Trong gian OXZ cho mặt cầu S này, X bình cộng Y bình cộng Z bình cộng 6 và mặt thẳng P. Có co lại được không? Được. Hai dây cung A, B và CD thay đổi sao cho nằm phẳng và cùng đi qua vuông góc với tìm giá trị lớn nhất của thể tích của chóp. Yêu cầu là tìm giá trị lớn nhất. Đúng không? Câu này là câu min max. Đấy, tìm giá trị lớn nhất. Khó nhỉ? Tìm giá trị lớn nhất thì anh sẽ vẽ mặt phẳng ra đây nhá. Mặt phẳng B đi. Đấy, vẽ mặt phẳng B ra đi. Xong chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ vẽ mặt cầu ra. Mặt cầu ở đây ấy, thì là tâm Y đúng không? Tâm Y thì trùng với ốc gốc tọa độ. Đúng nhỉ? Tâm Y gốc tọa độ là 0,0,0. Tâm nó trùng với gốc đây, 0,0,0 đây. Mà có R thì bằng là căn 6. Được chưa? Đây là phương trình S nhá. Mình suy ra S thì vậy đã. Được chưa? Là bằng căn 6. Rồi thì tâm đây. Vẽ mặt cầu nhá. Đây, ô đây. Đấy, được chưa? Cần Casio câu 48 à? Câu 48 anh dạy rồi mà. Câu 48 anh dạy lâu rồi đúng không? Hai dây cung AB và CD. Đấy, mình sẽ vẽ hai dây cung nhá. Đây, dây cung đây. Được chưa? Dây cung nằm đây đi. Anh có điểm A đây. Điểm B đây. Được chưa? Cùng đi qua M và vuông góc với nhau. Đi qua M và vuông góc với nhau. Đây, để cắt đây. Đây nhá, vuông góc nhá. Được chưa? Vuông đây. C đây đây, đi qua M nhá, cái điểm M đây. Được chưa? Đấy, vẽ hình xấu quá không tưởng tượng được. Đây các bạn này. Được chưa? Nào, thì đây nhá, từ ô anh sẽ kẻ chân hình chiếu vuông góc xuống đây. Đấy. Đấy, hệ kẻ hình chiếu vuông góc xuống đây nhá. Được chưa? Thì nó cắt tại điểm đây. Đây, đây chính là bán kính nhá. Bán kính thì bằng là căn 6 đây. Đây, mình có tìm được đây. Thì đây là H đúng không? H đây. Xong chưa? Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ tính là tính thể giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp thì đây. O AC đúng không? AC BD. Được chưa? Đấy, tính thể tích khối chóp này.
Nào thì bây giờ sẽ tính là V nhá. V này của O này ACBD nó bằng gì đây? Nó sẽ bằng là 1 phần 3 chiều cao. Chiều cao chính là OH nhân với diện tích đáy, được chưa? Là S của ACBD. Xong nhá. Được chưa? Thì bây giờ các bạn đi tìm cho anh OH và đi tìm S của ABCD. Thì OH chính là gì? OH ấy chính là bằng khoảng cách từ O cho xuống cái mặt phẳng này. Thì đây là mặt phẳng P đúng không? Chính là bằng khoảng cách từ O xuống mặt phẳng P. Được chưa? Bằng gì đây? Nào, khoảng cách từ O đến P thì biết mặt phẳng P nó có dạng là gì? Là X cộng Y cộng Z trừ 3 bằng 0. Thì tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng thì công thức nhá. Các bạn thay vào đúng không? Nó bằng là 0 cộng 0 cộng 0 trừ 3 trên cho căn của một bình cộng một bình cộng một bình. Thì nó bằng là bao nhiêu? Căn 3. 3 trên căn 3 là bằng căn 3. Xong chưa? Đấy. Mình đã tính xong OH rồi nhá. Bây giờ mình đi tìm xét cái phần tứ diện này. À tứ giác này, tứ giác ACBD. Đây, tứ giác này. Tứ giác ACBD nhá. Nào, các bạn đi xét tứ giác này cho anh. Thế giờ để xét được tứ giác đúng không? Thì anh sẽ vẽ qua cái hình cho các bạn. Được chưa? Nào, đây hình tròn nhá. Cái tứ giác này nó sẽ nằm ở hình tròn, đúng không? Đây vuông góc này. Vẽ bừa nhá, vuông đây. Được chưa? B đây, A đây, C đây đây. Đấy, được chưa? Vuông ở đây là điểm M đây nhá. Đấy. Ok chưa? Nào, anh có line bên phượng bò không á? Có. Được chưa? S của ACBD thì công thức nào nó bằng gì đây? Nó sẽ bằng là 1 phần 2. Đúng chưa? AB đúng không? Nhân với CD. 1 phần 2 cái góc vuông nhá. Được chưa? Khi nào ngủ á, lốt câu này. Được chưa? Nào bây giờ các bạn sẽ tính cho anh AB. Tính AB nhá. Nào, AB bằng gì đây? Và CD bằng gì đây? Đấy, tính AB và CD nhá. Tại sao lại vậy á? Thì tính diện tích thôi. Nó 1 phần 2 hai cái góc vuông. Nhá, nào, tính. Thì được biết là đây là điểm H đúng không? Điểm H nằm ở đây. Được chưa? Thì đây, H đây. Nó trên đường vuông góc nhá. Đây là vuông đây này. Được chưa? Điểm H đây nhá. Đấy, lối qua đây. Được chưa? Lối đây. Đấy, thì điểm H nó vuông góc đây. H đây nhá. Xong chưa? Nối lên nữa. Thì nó vuông đây. Nhìn chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm cạnh nhá. Nào, tìm cạnh. Tính được cạnh AB. Đấy, cạnh AB nào. Cạnh AB nhá. Biết điểm M tọa độ là 1, 2, 0. Đúng không? Điểm M tọa độ 1, 2, 0. Mình có cần dữ kiện điểm M không nhỉ? Điểm M nhá. Mình biết điểm H. Điểm H nè. Các bạn tính cho anh HM đi. HM. Nào, HM theo Pythagore nhá. Nào, HM bằng gì? Bằng căn của OM bình trừ cho OH bình. Nào, các bạn tính cho anh. Tính nhanh nhá. Là bao nhiêu đây? Căn này OM bao nhiêu nhỉ? OM bình nhá, thì thằng này bằng 1 bình đúng không? Cộng 2 bình thì bằng 5. Đúng nhỉ? 5 nhá. Trừ cho 3. Đúng không? OH tọa độ là 1 độ 3. Điểm H nhá, thuộc P. Thế nên từ đây suy ra điểm H tọa độ là 1, 1, 1. Hiểu chưa? Em chọn cái điểm thay vào đây này. Chọn cái điểm tọa độ 1, 1, 1 thay đây. Đấy. Thì bây giờ nhá, xem lại đúng không? Xem lại ITB nhá. Xem lại thì không cần phải làm VIP đâu. Nó bằng căn 2 này. Xong chưa? HM bằng căn 2. Xong nhá. Được chưa? Đấy, HM bằng căn 2 rồi. Giờ này còn like. Cố lốt câu này nữa. Được biết là cái khoảng cách từ O đến P thì bằng là căn 3. Thằng này căn 3. Thằng này cũng là căn 3. Đúng không? Đấy, thì cái thằng mà thằng từ H, từ H đến đây thì anh gọi là X đi. Được chưa? Từ H đến đây thì anh gọi là Y đi. Từ H đến đây nhá. Từ H đến CM là Y. Từ
từ H đến AB, à, AM là X. Đấy, thì tới đây các bạn sẽ phân tích cho anh. Nào, AB, AB thì mình áp dụng hệ thức lượng nhé. Được chưa? AB thì anh sẽ tính cái lửa cái thằng này đi. Xong anh sẽ nhân 2 vào. Hiểu chưa? AB tính lửa đi là 2 lần nhé. Căn này, theo Pythagore đúng không? Cạnh huyền này bình phương là căn 3 bình trừ cho x bình. Được chưa? Nó bằng là 2 lần căn này của anh nhớ đây. 3 bình đúng không? Là 3 trừ y bình. Căn 3 bình. Xong chưa? K8 với K10 xem á. Ừ, vừa nãy có 2K7 với 2K8 xem đúng không? Xong chưa? Rồi thì bây giờ anh biết là HM đúng không? HM là cái cạnh này. HM theo Pythagore nhá, thì nó bằng tổng hai cạnh này đúng không? Thì mình có là HM bình ấy thì bằng là x bình cộng y bình bằng gì đây? Bằng căn 2 bình là 2. Xong chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ phân tích nhá. Nào, nó sẽ bằng là 1/2 nhân với 2 này nhân với căn của 3 trừ x bình nhân với 2 nhân với căn của 3 trừ y bình. Được chưa? Nào, bây giờ mình sẽ áp dụng bất đẳng thức nhá. Nhớ chưa? Bất đẳng thức đúng không? Bất đẳng thức là gì? Áp dụng bất đẳng thức nhá. Là căn của A nhân căn B. Đúng không? Hay mình cứ nhân vào đã. Mình cứ nhân vào đã, tí nữa áp dụng bất đẳng thức xong nhá. Nhân vào đã. Nó sẽ bằng là 2 lần này căn của 3 trừ x bình nhân với 3 trừ y bình. Đấy, thấy chưa? Thì nó bằng gì đây? 2 này 3 nhân 3 là 9 nhá. Trừ 3 nhân với x bình cộng y bình. Thấy chưa? Cộng với x bình và y bình. Đấy. Xong chưa? Vậy thì nó bằng gì đây? Nào, nó sẽ bằng là 2 lần nhá. X bình cộng y bình thằng mấy? Bằng 2. Đây, thằng này đây, mình vừa tìm được đây. Nó bằng 2 đúng không? Thay vào đây. Thì 9 trừ cho 3 nhân 2 bằng 6. 9 trừ 6 thì còn 3. Xong chưa? Đấy, áp dụng bất đẳng thức nhá. Bất đẳng thức AMGM. Đúng không? Áp dụng bất đẳng thức AMGM. Nó sẽ bé bằng 2 lần căn của 3. Đây là x nhân y. X nhân y nhá. Được chưa? Là gì đây? A cộng B sẽ bé bằng 2 lần căn AB. Được chưa? Đấy, hiểu chưa nhỉ? Thì từ đây anh có ngay là căn của AB. Đúng không? Nó sẽ lớn bằng A cộng B trên 2. Thì có phải là A cộng B trên 2 tất cả bình đúng không? Thì bé bằng A nhân B không? Đây là bất đẳng thức Cauchy nhá. Hiểu chưa? Đây là bất đẳng thức Cauchy. Hiểu chưa? Thì các bạn áp dụng vào thì nó bằng gì đây? Nó sẽ bằng là x bình cộng y bình trên 2 tất cả bình. Mx bình cộng y bình thì bằng mấy? Bằng 2. Vậy chính là bằng 2 lần căn của 3 cộng với 2 trên 2 bình. Vậy tức là bằng 2 nhân với căn 4. Vậy là bằng 4 nhá. Vậy ở đây V nó sẽ bé bằng 1/3. OH mình vừa tìm được là bằng căn 3 nhân với 4. Vậy chính là bằng 4 căn 3 trên 3. D nhá. Xong 50 câu. Có cái gì á? Có GC là gì? Xong 50 câu rồi nhé. Vít quá, bình thường thôi. À có, các bạn xem lại ở ITB cho anh. Các bạn cứ vào cái link bio ấy có hết mà. Ở trên TikTok ấy, nó không có nói nền tảng khác ấy. Nói nền tảng khác là bị ban like ấy. Được chưa? Thế nên là anh không nói nền tảng khác nhé. Anh không nói nền tảng khác ở đây ấy, là bị ban like ấy. Em tưởng bất đẳng thức phải ngược lại chứ. Ngược lại. À ngược lại đúng không? Ừ nhỉ. Đúng rồi, ngược lại. Lộn dấu đấy, lộn tí dấu nhá. Đúng rồi, ngược lại. Ngược lại, xin lỗi các bạn nhé, nhầm tí. Ngược lại đúng không? Có khóa nào hiện tại không á? Em lên khóa nào á? Các bạn đăng ký khóa quan IB anh tư vấn nhé. Caso từ 8 cộng không á? Có.
Đây cho bạn xem cái phần link tổng hợp cái khóa Caso của anh nhá. Được chưa? Các bạn IB nhắn qua đây cho anh nhé. Đây. Nhắn qua đây anh tư vấn sau nhé. Ok các bạn đừng cô. Đâu nhỉ? Cho xem. Xong đi ngủ nhé. Chưa? Đây, số phức của anh ấy nhá. Các bạn nói chung là các bạn chỉ cần vào cái chỗ này thôi. Được chưa? Tất cả phương pháp số phức ấy nhá. Là có đầy đủ hết, được chưa? Nói chung là anh dạy các trường mà. Phải che tên khác đi, không cả nó ban like chết. Mình phải che tên khác nó ban like. Học kịp không át được. Cấp tốc 21 ngày kịp nhá. Này là VIP à, đúng rồi. Độ dài AB với CD đi á. AB với CD à? À, độ dài AB với CD đây là cái gì nhỉ? Đây nhá, anh sẽ tính cái phần lửa ra đúng không? Đây. Cái phần ở vuông góc đây đúng không? Thì áp dụng Pythagore. Được chưa? Anh chỉ tính một cái xong anh tính gộp là nhân 2 lên đấy. Thì Pythagore đúng không? Thì cạnh này là 3 bình. À, căn 3 bình là 3 bình là 3. Đây cạnh này là x đúng không? Thì là 3 chữ x bình. Hiểu chưa? Hiểu cái độ dài AB chưa? CD chưa? Ý là một lửa, đi ngủ rồi. Ý tại sao bằng một lửa? À, thì hạ chân đường góc trùng với trung điểm. Ghép tin nhắn em nhé. Ok. Like từ bao nhiêu? Mình like từ lúc 11 giờ. Thế là like được hai bao nhiêu nhỉ? 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi xong cái đề này nhá. Like trên này có xem lại được không á? Được. Xem lại ở ITB nhá. Chơi chúc các bạn ngủ ngon nhá. Full đề nhá. Thế là hôm nay là full đề sở Nam Định. Đây coi cả đáp án này. Cái đề này sai đề có đáp án. Full đề. Chúc các bạn ngủ ngon nhá. Ok nhá, chúc các bạn ngủ ngon.